chương 301, tiến công an ninh mạng trung tâm. Cộc 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 cộc. Tần Phong không ngừng đánh máy tính, từng bước một thâm nhập đến đối phương hậu phương lớn. Đôi tay đánh bàn phím tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí xuất hiện huyển ảnh. Lúc này là mấu chốt nhất thời điểm, không thể lại một tia chần chờ, nếu có một tia chần chờ bị đối phương phát hiện, tất cả nỗ lực đều sẽ là phí công nhọc sức. Giải quyết. Tần Phong đã tiến nhập hậu trường, còn lại sự tình đơn giản nhiều. Mặt khác hắn hiện tại còn cần một cái đồng đội tiến hành yểm hộ hấp dẫn lực chú ý đối phương lực chú ý tiến hành bước kế tiếp thao tác tần phong lấy điện thoại di động ra cho môn đồ mở ra điện thoại tiểu tử công kích cho ta bổng quốc quan phương internet trung tâm tần phong thản nhiên nói sư phó ngươi đây là môn đồ ý thức được cái gì ta đã sau khi tiến vào đài hiện tại cần ngươi trợ công đối phương còn chưa phát hiện tần phong nói ra cái gì đầu bên kia điện thoại môn đồ ngốc phải biết đây chính là bổng quốc quan phương internet trung tâm bọn hắn internet trung tâm hệ thống khung là hậu kỳ tìm phiêu lượng quốc người làm an toàn đẳng cấp chí ít có thể xếp vào toàn cầu ba vị trí đầu tần phong vậy mà có thế thần không biết quỷ không hay tiến vào đối phương hậu trường hệ thống tốt biết môn đồ trở nên kích động lên tranh thủ thời gian đổ bộ máy tính dùng đủ loại phương thức đối với bổng quốc internet trung tâm trang web tiến hành quấy nhiễu hiện tại hắn nhiệm vụ rất đơn giản chính là cho tần phong hấp dẫn hỏa lực chỉ cần hấp dẫn đối diện chú ý Tần Phong ở hậu phương liền có thể buông tay buông chân làm việc tình. Bỗng quốc máy tính nói chuyện phím thắt bên trong. Số 13, chúng ta quan phương Internet trung cấp bị công kích. Số 27, cái gì, tình huống bây giờ thế nào? Số 36, đối phương nhịn không được sao? Số 1, mọi người không nên gấp gáp, ta xem một cái, chỉ là một chút đê đoan thủ đoạn, hẳn là hoa hạ bên kia phổ thông hacker tiến hành quấy rối, lấy bổng quốc Internet trung tâm phòng ngự cường độ tại, những công kích này không đáng lo lắng. Số 7, ha 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 ha, một đám đồ đần, còn muốn công kích chúng ta an ninh mạng trung tâm hậu trường, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Số 1, không cần phản ứng bọn hắn, để chính bọn hắn chơi đùa lung tung đi thôi, chúng ta làm xong trong tay chúng ta sự tình, nhớ kỹ chúng ta mục đích là làm cho đối phương thỏa hiệp, hướng chúng ta bổng quốc xin lỗi đồng thời trả lại chúng ta quốc bảo. Số 13, không có vấn đề, ta vừa rồi lại bắt lấy một cái trang web. Số 27, ta bên này cũng sắp, hôm nay đã là cái thứ ba trang web. Số 36, ngoại tàu các ngươi tốc độ thật nhanh xem ra ta phải thêm sức lực cùng lúc đó hoa hạ an ninh mạng trung tâm mẹ thiến thiến hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm màn hình lớn ngón tay không ngừng tại trên bàn phím đánh đáng ghét nha đám người này tựa như là một đám ruồi nhặn một dạng đuổi đi một đám lại tới một đám bọn hắn hiện tại virus rải khắp mở chúng ta dạng này từng cái từng cái xử lý căn bản không phải biện pháp không phải biện pháp vậy thì có cái gì biện pháp nếu không xin quân bộ bên kia hiệp trợ a à? xin quân bộ hiệp trợ, sự tình tính chất liền không đồng dạng, những này người cũng không có thu hoạch chúng ta Internet cơ mật, chỉ có thể nói là tại Internet bên trên làm rách nát hỏng một dạng. Hiển nhiên đối phương cũng biết, nên như thế nào không đem chuyện này tình thế mở rộng, bọn hắn công kích trình độ, vừa lúc tại chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Quá giả hoạt. Ngay tại Hoa Hạ An ninh mạng trung tâm đông đảo công trình sư mệt mỏi thời điểm. Đột nhiên từ mạng bên ngoài truyền đến một tin tức. Bỗng quốc Internet trung tâm bị xâm lấn. Nghe được tin tức này công trình sư nhóm một trận xôn xao. Cái gì? Chẳng lẽ là môn đồ làm? Không phải môn đồ, là người khác làm. Bọn hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người đều tại đến tin tức trước tiên mở ra bổng quốc an toàn trung tâm trang web. Chỉ thấy trên website tất cả tin tức toàn bộ biến mất, chỉ để lại mấy cái đỏ tươi chữ lớn không ngừng lấp lóe. Bổng quốc Internet nói chuyện phím thắt. Tất cả mọi người hát ảnh tổ chức thành viên đều sợ ngây người. Số 13, đồ gì thế, không phải nói Internet trung tâm bên kia không có vấn đề. Số 27, không biết, đột nhiên cứ như vậy. Số 36, ta không nhận ra tiếng Hán, ai có thể nói cho ta biết mấy chữ này có ý tứ gì. Số 45, Internet trung tâm phòng ngự đẳng cấp cao như vậy, bọn hắn dùng loại kia đê đoan thủ đoạn là làm sao đi vào, chẳng lẽ nói đối phương còn có cao thủ. Số 52, lần này không xong, hậu phương lớn thất thủ, chúng ta nhanh đi về A. Số 7, chúng ta công kích nhiều như vậy trang web, chẳng lẽ nói từ bỏ liền từ bỏ. Chúng ta rõ ràng cũng nhanh muốn đạt tới mục đích, số 1 có đây không, tại lại nói nói chuyện, chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào. Qua đại khái lại 10 giây. Số 1 mới xuất hiện đang tán gẫu thất bên trong. Số 7 vội vàng hỏi, số 1 hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, đối phương là ai? Số 1, ta biết trước mắt thân phận đối phương không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là hoa hạ hacker, hắn là dùng thủ đoạn gì xâm lấn cũng không có điều tra ra. Số 6, hắn sử dụng là cấp 2 mật mã kỹ thuật, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Số 7, cái gì cấp 2 mật sao? Số 1, hoa hạ bên trình kia cao thủ, theo ta được biết hiện tại còn sinh động chỉ có môn đồ một cái, nhưng là ta vừa rồi nhìn một chút, đây giống như không phải môn đồ thủ pháp, phải biết cấp 2 mật mã cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm giữ. Có người đem bổng quốc internet trung tâm trang web Screenset Show phiên dịch sau đó phát đến nói chuyện phím thất bên trong. Mọi người mới biết mấy chữ này hàm nghĩa. Phạm ta hoa hạ giả, xa đâu cũng giết Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, một cổ bàn bạc bá khí đối diện đánh tới nói chuyện phím thấp đột nhiên yên tĩnh trở lại không có người lại phát ra một đầu tin tức ngắn mũi mấy chữ nhìn người không rét mà run phản phất mình đang tại âm thanh ngưng tụ một đầu thức tỉnh cự long đồng dạng một giây sau liền có khả năng bị cự long một nguồn nuốt hết số một nhiệm vụ kết thúc lui về lui về số một trong lúc bất chợt giống như là ý thức được cái gì tranh thủ thời gian gửi tin tức đối với hắc ảnh bên trong những người khác nói ra vài giây đồng hồ sau đó là tất cả hắc ảnh thành viên toàn bộ offline cái này nói chuyện phím thất cũng bị số một xóa bỏ. Hoa hạ bên này còn không có kịp phản ứng. Tất cả đối với trang web công kích toàn đều trong nháy mắt biến mất. Tựa như là một trận gió táp mưa rào đồng dạng, đến nhanh, đi cũng nhanh. Chạy, bọn hắn chạy. Tình huống như thế nào, vì cái gì đột nhiên bọn hắn liền chạy. Ta đang tại buồn bực đâu. Đáng chết bổng tử, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Các huynh đệ, mau nhìn bổng tử internet trung tâm trang web. Làm sao vậy, Bỗng tử internet trung tâm trang web thế nào? Ha 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 ha, bọn hắn internet trung tâm trang web bị xâm lấn, hiện tại trên website chính treo mấy cái tiếng trung viết hán tử. Chữ gì, ta không có cách nào leo tường, ta VPN đến kỳ, có hay không hảo tâm lão ca Strensetso cho ta xem một chút. Chỉ chốc lát một bức đồ phiến truyền khắp hoa hạ từng cái internet diễn đàn còn có nói chuyện phím thất bên trong. Phạm ta hoa hạ giả, xa đâu cũng giết. Chính cái chữ lớn khẳng khái đầm đìa. Nhìn thấy người kích động vạn phần nhịn không được vung tay cao vung. Ngoạ tào. Đẹp trai như vậy sao? Nói nhảm, xoáy phát nổ có được hay không? Tiểu tử rất dũng đi. Ta đã nói rồi, khẳng định sẽ có đại thần ngồi không yên, làm sao khả năng để cho người khác cưỡi tại chúng ta trên cổ đi ị. Về sau câu nói này chính là ta cá tính ký tên, mọi người không nên cùng ta cướp. Lợi hại nha, bổng quốc internet trung tâm nói bắt lấy liền cầm xuống, ta nói đối phương làm sao đột nhiên liền chạy, nguyên lai là đại bản doanh xuất một chút chuyện. Bá khí bá khí, đám bổng tử hẳn là đều sợ choáng váng. Trên internet một trận sôi trào. Tất cả mọi người đều đang quay tay gọi tốt. Trong lòng một cổ ác khí cuối cùng là phát tiết đi ra. Chương 302, phạm ta hoa hạ giả, xa đâu cũng giết. Hoa hạ an ninh mạng trung tâm. Biết được tin tức này sau đó tất cả mọi người đều ngốc. Thắng. Đây coi như là thắng chứ, đối phương người đều chạy, cái này cũng chưa tính là thắng. Trận đại chiến này đã trải qua gần 3 tiếng. Mặc dù chỉ có 3 tiếng, nhưng là kinh tâm động phát trình độ, đủ để viết một bản tiểu thuyết. Mẹ thiến thiến cầm điện thoại lên liền cho môn đồ đánh qua. Quy, môn đồ, có phải hay không là ngươi làm, làm xinh đẹp. Ngạch, đây thật đúng là không phải ta làm, bổng quốc hệ thống an toàn phòng ngự đẳng cấp rất tốt, đặc biệt là bọn hắn internet trung tâm hệ thống phòng ngự, nếu như là lời của ta tiến vào tối thiểu muốn một tuần lễ thời gian. Một tuần lễ thời gian. Mẹ thiến thiến không có chất vấn môn đồ nói. Hắn nói không sai, bổng quốc internet phòng ngự đích xác rất mạnh. Cái kia chuyện này liền kỳ quái, không phải môn đồ còn sẽ là ai đâu chẳng lẽ nói hoa hạ còn có sau môn đồ càng mạnh hacker? Môn đồ ngươi biết là ai làm sao? Cái này sao, không thể nói, ngươi biết chúng ta nghề này quy củ. Tốt a, à, vậy ta không hỏi. Các ngươi cũng không cần phớt lờ, mặc dù bọn hắn đi, nhưng là rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian chữa trị thiếu sót tăng cường internet phòng hộ. Tốt, lần này cảm ơn ngươi. Này, nói cái này làm gì, ta cũng chọc không dưới phiền phức, chủ yếu là đối diện đây người thật sự là quá giảo hoạt cúp điện thoại mễ thiến thiến nhìn trên màn ảnh cái kia đoạn văn tự xuất thần phạm ta hoa hạ giả xa đâu cũng chết câu nói này nếu như hắn không có nhớ lầm nói hẳn là xuất từ tây hán danh tướng trần thang nguyên câu là phạm ta cường hán giả xa đâu cũng chết người hắc khách này hơi là một cái cải biến vẫn như cũ bá khí lăng nhiên thật không nghĩ tới một cái hắc cơ vậy mà còn có dạng này văn tài tại nàng ảnh hưởng bên trong hacker cơ hồ đều là lý công nam đối với khoa kỹ kỹ thuật vô cùng si mê về phần văn học văn khoa phía trên sự tình bọn hắn liền hiểu rõ so sánh ít đi người này đến cùng sẽ là ai chứ ta vừa rồi từ môn đồ lời nói bên trong có thể nghe ra môn đồ khẳng định nhận thức người này với lại đối với người này rất là sùng kính mẹ thiến thiến tự lẩm bẩm có thể làm cho môn đồ tại máy tính kỹ thuật bên trên sùng kính người nhưng không có mấy cái mẹ thiến thiến nhận thức môn đồ lâu như vậy cũng không có gặp qua môn đồ cái dạng này mặc dù nàng không có tiếp tục hướng môn đồ truy vấn nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có lòng hiếu kỳ tu bổ thiếu sót, chữa trị trang web, chỉnh lý hệ thống. Đây là mễ thiến thiến tiếp xuống công tác. Đương nhiên còn có một chuyện khác. Vậy liền nhìn xem bổng quốc phương diện nào phản ứng. Phải biết chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Song phương Internet đại chiến, một lần dẹp xong đối phương Internet trung tâm, mà bây giờ này lại bổng quốc trên website còn mang theo bức ảnh kia. Bổng quốc Internet cao thủ nhiều như vậy, nhưng nhìn tình huống, cũng muốn bận rộn ư một đoạn thời gian. Hiện tại phiền phức đi tới bổng quốc bên này. Một ngày qua đi tấm kia nên đón phạm ta hoa hạ giả xa đâu cũng dứt hình ảnh vẫn như cũ còn tại phía trên bỗng quốc người internet công trình sư trong đêm muốn đoạt lại trang web quyền khống chế thế nhưng là bận rộn ư nửa ngày đã không có thành công lần này mặt có thế ném đi được rồi phải hiểu đây chính là quan phương trang web mà lại là thế giới tính không phải nói cho bọn hắn bỗng quốc người mình nhìn có cái khác quốc gia người cũng biết thường xuyên vào xem trang web này mở ra trang web xem xét đập vào mi mắt chính cái chữ lớn lên mạng ra một cái mới biết được bổng quốc gây chuyện, có người muốn tru sát bọn hắn. Treo đến còn giống như là sát vách hoa hạ, lên mạng một giải lập tức liền hiểu. Bổng quốc hacker công kích người ta hoa hạ internet, bị người ta hoa hạ hacker trộn lão gia. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng làm thế giới có người cười thảm rồi. Bị trộn nhà, người đem nhà cướp về chẳng phải thành. Một ngày này thời gian đều đi qua, trang web vẫn là cái trang web kia, chính chữ là một điểm không có đổi biết minh bạch các ngươi bất lực, không biết còn tưởng rằng các ngươi lại trở thành hoa hạ chó đâu. Một cái mới nói chuyện phím thất bên trong. Hắc ảnh thành viên đều ở trong đó. Đang tại đối với chuyện này tiến hành hừng hực thảo luận. Chuyện gì xảy ra, còn không có cầm lại quyền khống chế, đám người này là làm gì ăn. Mất mặt nha, thật sự là quá mất mặt, ta hiện tại cũng không dám cùng ta nước ngoài hacker bằng hữu nói ta là bổng quốc người. Internet công trình sư còn có những chuyên gia kia, liền một cái hoa hạ hacker đều đối phó không được sao. Ai, Việc này làm, chúng ta vậy mà để một cái hoa hạ hacker đùa bỡn. Thân bại danh liệt, thân bại danh liệt. Cái kia hoa hạ hacker các ngươi biết là ai sao, có phải hay không môn đồ? Không phải môn đồ, nói bao nhiêu lần, một người khác hoàn toàn, chúng ta cũng không biết là ai. Nhất định phải cho người này điều tra ra nha, bằng không ta chết không nhắm mắt. Đúng, nhất định phải cho hắn thăng trùng đầu túng rơi, nhất định phải đánh hắn mặt. Bổng quốc hắc ảnh tổ chức lần nữa xúc động. Bọn hắn canh giữ ở bổng quốc Internet trung tâm trang web bên cạnh chờ lấy Tần Phong từ trang web bên trong đi ra, chỉ cần Tần Phong vừa ra tới, bọn hắn liền sẽ phát động hành động. Ngày thứ hai Tần Phong sớm rời giường. Hiện tại hắn là cái nhà này bên trong rời giường sớm nhất người. Sau khi rời giường rửa mặt xong, đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, sau đó liền chuẩn bị vào nhà hô Tô Vũ Giao lên. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Tô Vũ Giao ngủ được là bảy ngã chỏng vó. Trong ngực ôm lấy một cái cái gối, chăn đắp kẹp ở giữa hai chân, chỉnh người nằm ngang ở giường chiếu ở giữa. Mặc dù nhiều năm như vậy Tần Phong đã thành thói quen, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Tô Vũ Giao không đứng đắn tư thế ngủ Tần Phong vẫn là muốn cười. Đi lên, đi lên. Tần Phong vỗ vỗ Tô Vũ Giao cái mông, đem hắn trong tay cái gối túng đi ra. Ân. Tô Vũ Giao còn buồn ngủ, vừa tỉnh ngủ ý thức còn không tỉnh táo lắm. Bữa sáng đều chuẩn bị xong, tranh thủ thời gian dậy ăn cơm. Tần Phong lại cầm đi Tô Vũ Giao dưới chân chăn mền. Lão công. Tô Vũ Giao ôm lấy Tần Phong cổ, bộ dáng cực kỳ giống một cái lười biếng mèo con thư thư phục phục đem cái đầu cắm vào tần phong trong cổ tần phong trở tay ôm lấy tô vũ giao sợ nàng ngã sắp xuống một giây sau lại nhắm mắt lại muốn tại ôm nhu hương bên trong bao nhiêu triền miên một hồi tiểu mèo lười tần phong vỗ vỗ tô vũ giao cái đầu lão công ta còn muốn ngủ cảm giác tô vũ giao lẩm bẩm nói ngủ tiếp 10 phút đồng hồ 10 phút đồng hồ ta tới gọi ngươi tần phong bất đắc dĩ lắc đầu ta muốn để ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ngủ muốn ôm ngươi đi ngủ Tô Vũ giao dùng gương mặt lề mề tần phong cái cổ. "Ngủ một đêm còn chưa ngủ đủ nha." Tần Phong nghe Tô Vũ giao mùi tóc. "Không có, cả một đời đều ngủ không đủ, ta muốn hôn hôn." Tô Vũ giao nói xong ngẩng đầu lên, không nói hai lời liền muốn hôn Tần Phong. Còn tốt Tần Phong phản ứng rất nhanh. Một giây sau dùng bàn tay dán tại Tô Vũ giao trên môi. "Ngươi không có đánh răng đâu, không cho ngươi thân thân." Tần Phong cười nói. "Ngươi ghét bỏ ta, ngươi vậy mà ghét bỏ ta, ta liền muốn hôn hôn." Tô Vũ Giao té cái đầu. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Tô Vũ Giao lai kính, chết sống liền muốn càng Tần Phong hôn một cái. Đem Tần Phong tay lay xuống dưới, vĩnh lên miệng nhỏ liền hướng Tần Phong trên mặt gót. Chỉ chốc lát hai người liền đùa dẫn thành một đoàn, trong phòng dập dần vui sướng tiếng cười. Tiểu Di, Tiểu Di phu các ngươi đi lên sao? Hạ Đình Đình bên ngoài hỏi. Nghe được Hạ Đình Đình nói, hai người lúc này mới đình chỉ đùa dẫn. Tô Vũ Giao rời giường ăn điểm tâm, liền muốn dẫn lấy Hạ Đình Đình đi hôm qua cửa hàng lui y phục hôm qua nàng không phải cùng Hạ Đình Đình shopping mua mấy bộ y phục, về nhà thời điểm phát hiện y phục không thích hợp, liền muốn hôm nay cho lui. Chương 303, gấu trúc thắp hương virus. Hai người vừa đi, Tần Phong liền đi tới thư phòng. Bật máy tính lên, điều chỉnh thử tốt thiết bị. Tiến nhập bổng quốc internet trung tâm trang web. Tần Phong vừa xuất hiện, lập tức liền phát giác được tại internet trạm bên trong có người đang chờ hắn. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, đối phương hacker nhân viên lập tức liền cùng Tần Phong quấn quýt lấy nhau nhưng là Tần Phong nắm giữ quyền chủ đạo, toàn bộ trang web đều tại hắn trong tay, đối phương như thế nào cùng mình đấu. Đánh bàn phím, Tần Phong viết xuống một nhóm dấu hiệu, đem tất cả mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thối lui ra khỏi trang web hậu trường. Bỗng quốc internet nói chuyện phím thắt. Số 17, ta đụng phải người kia. Hai số 1, tranh thủ thời gian khóa chặt hắn IP địa chỉ. Số 17, là giả lập IP, khóa chặt cũng vô dụng, người này thủ pháp rất sạch sẽ. Số 7, mặc kệ sử dụng phương pháp gì nhất định phải đem hắn lưu lại. Số 13, không tác dụng, hắn đã đi. Nhẹ nhàng Tần Phong đến, chính như hắn nhẹ nhàng đi, vung vung lên ống tay áo không mang đi một án mây. Tần Phong sau khi đi, lập tức bổng quốc trang web khôi phục bình thường. Trên website cái nào một nhóm hắn tự cũng đã biến mất. Đám người lại một điểm đều cao hứng không lên. Người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đây là đem bọn hắn mặt để dưới đất ma sát. Nếu như không phải Tần Phong chủ động rời đi, như vậy trang web tuyệt đối sẽ không khôi phục bình thường không phải bọn hắn thắng, mà là Tần Phong không muốn cùng bọn hắn chơi bên dưới. Chết tiệt, đáng chết hoa hạ người. Lúc nào hoa hạ người ra một cao thủ như vậy? Sĩ nhục nha, chúng ta bỗng quốc hẳn là ghi khắc giờ khắc này. Bỗng quốc hacker nói chuyện phím thất bên trong, đám người nghiến răng nghiến lợi lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lúc này cũng tại bỗng quốc trên Internet đưa tới một trận dư luận phong bạo. Hoa hạ hacker chiếm lĩnh Internet trung tâm ròng rã một ngày, chúng ta là thật không nữa đối với cái này bất lực. Bỗng quốc người lòng tự trọng nhận lấy đã kích, tại internet bên trên hóa thân là chó điên không ngừng sủa in ỏi bọn hắn cái gì người đều mắng trừ mình ra quốc gia chúng ta hacker đều đớp cướp đi thôi đừng ngoại nhân khi dễ thành dạng này cũng không có nhìn thấy bọn hắn xuất thủ quan phương người đó là một đám thùng cơm nhìn hoa hạ hacker chiếm lĩnh trang web cả ngày đều thờ ơ a à chết tiệt đều đi chết đi tất cả đều là hoa hạ người chó không có một cái nào có ích liền đây còn để hoa hạ người cho chúng ta xin lỗi nằm mơ đi thôi thù này không báo ứng ta thề không làm người muốn để hoa hạ người còn có hoa hạ hacker trả giá đắt. Đám dân mạng lòng đầy căm phẫn kêu gào để hoa hạ người trả giá đắt. Hoàn toàn không nói bọn hắn quốc gia hacker xâm lấn hoa hạ internet, dẫn đến hoa hạ đại bộ phận internet tê liệt. Tần Phong làm như vậy, tối đa cũng đó là tự vệ phản kích. Liền khi tất cả người cho rằng chuyện này đã kết thúc thời điểm. Tần Phong ngồi tại trong thư phòng khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Kết thúc. Không có khả năng. Đối phương chiếm lĩnh Internet, trộm lấy người khác tài khoản, tuyên bố tính vũ nhục ngôn luận nhất làm cho Tần Phong nhẫn nhịn không được là, vậy mà tại Tô Vũ giao phòng trực tiếp bên trong treo lên loại kia văn tự cùng hình ảnh. Đây đối với hắn đến nói là trần trụi khiêu khích, nếu như chỉ là xâm lấn một lần bổng quốc an ninh mạng trung tâm, chuyện này liền đi qua, cái kia bổng quốc người vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ lần này giáo huấn. Phạm ta hoa hạ giả, xa đâu cũng chết. Cái này tru chữ còn không có nổi lên mặt nước đâu. Tần Phong rời khỏi bổng quốc internet thời điểm, lặng lẽ lưu lại một đoạn dấu hiệu. Cái kia dấu hiệu không phải cái khác đồ vật, mà là hắn đêm qua viết ra một loại virus máy tính đầu này chỉ lệnh có ẩn nút tính cùng truyền nhiễm tính đặt ở hôm nay phần mềm diệt virus tầng tầng lớp lớp nhưng là vẫn không có cách nào giải quyết tất cả virus máy tính mặt khác virus còn có thể ngụy trang ngụy trang thành bình thường phần mềm tìm phục tại máy tính bên trong một chút phần mềm diệt virus đối với máy tính tiến hành quét hình thời điểm nếu như là mới virus thường thường kiểm tra không ra đem hắn xem như một loại mới phần mềm mà virus máy tính đáng sợ nhất địa phương đó là bọn chúng có truyền nhiễm tính tựa như là cuộc sống thực tế bên trong sinh vật virus một dạng, bọn hắn có thể từ một cái sinh vật thể lây nhiễm một cái khác sinh vật thể. Virus máy tính thông qua USB, Internet chờ đường tắt xâm lấn máy tính. Tại xâm lấn sau đó, liền có thể thực hiện virus khuếch tán, lây nhiễm chưa lây nhiễm máy tính, tiến tới tạo thành đại diện tích tê liệt chờ sự cố. Theo Internet tin tức kỹ thuật không ngừng phát triển, tại trong thời gian ngắn, virus có thể thực hiện khá lớn phạm vi ác ý xâm lấn. Một truyền mười, mười truyền trăm, bị cảm nhiễm máy tính liền sẽ thành chỉ số tăng trưởng. Internet trung tâm trang web được chữa trị sau đó, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng Internet người sử dụng vây xem. Vây xem Internet trung tâm tự hồ khôi phục bình thường, có hay không còn có thể bình thường vận doanh, đây chính là tốt nhất truyền bá đường tắt. Tần Phong mở ra máy tính, tiện tay đem một cái hình ảnh bỏ vào vựa ve chai bên trong. Chỉ thấy bức ảnh kia là một tấm gấu trúc, cầm trong tay ba cây hương hỏa không điểm đứt đầu. Làm xong tất cả sau đó Tần Phong rút ra USB bỏ vào mình trong túi. Hoa Hạ An ninh mạng trung tâm. Ngay hôm nay Mễ Thiến Thiến đột nhiên thu vào một phần không hiểu bưu kiện. Tra xét một cái phần này bưu kiện nguồn gốc, coi là lại là bổng quốc đám hacker trò xiết. Nàng liền không có coi ra gì, chuẩn bị đem phần này internet bưu kiện xóa bỏ. Tại cái này đặc biệt thời kỳ, mỗi một phong internet bưu kiện bên trong đều muốn khả năng mang theo ngựa gỗ. Hôm qua thời điểm Mễ Thiến Thiến liền hạ đặt mệnh lệnh, phàm là đường đi không rõ bưu kiện cũng không thể mở ra, liền xem như lai lịch rõ ràng bưu kiện, cũng muốn đi qua kiểm tra mới có thể mở ra. Mẹ Thiến Thiến đang muốn đem phần này bưu kiện xóa bỏ thời điểm, ai biết bưu kiện tại không có người thao tác bên dưới tự động mở ra. Đây nhưng làm Mẹ Thiến Thiến dọa một bộ, nhanh lên đem mình hệ thống cô lập lên, đồng thời gãy mất mình internet. Nhưng mà lại phát hiện, phần này bưu kiện lại là một phong tới bổng quốc hacker chiến thư. Chiến thư bên trên viết tại, buổi chiều hôm nay bọn hắn sẽ lại lần tiến công hoa hạ internet hệ thống. Trừ phi hoa hạ giao ra cái kia xâm lấn bọn hắn internet trung tâm hacker. Mẹ Thiến Thiến nhớ mày tranh thủ thời gian triệu tập tất cả Internet công trình sư hội học. Đem chuyện này nói cho bọn hắn. Cái gì bọn hắn còn muốn đến? Đám người này là thật nếu không chết không ngớt. Không dứt. Đám khốn kiếp này còn không yên tĩnh. Đám người nhìn về phía mễ thiến thiến nhớ tới trước đó mễ thiến thiến nói nói. Không thể dùng người bình thường tư duy đi suy nghĩ những màn lưới này hacker. Ban đầu xâm lấn thời điểm, có người đưa ra ý kiến để mễ thiến thiến phản công. Mễ thiến thiến nói cho bọn hắn, không đau không ngứa phản công, chỉ sẽ kích thích những này người càng lớn dục vọng. Đến lúc đó không cẩn thận, liền có khả năng lâm vào vô tận đánh dằn co bên trong. Không nghĩ tới thật đúng là bị mễ thiến thiến nói trúng. Đối phương quả nhiên lại tới. Nhìn tư thế là muốn cùng hoa hạ bên này ăn thua đủ. Mễ thiến thiến làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Để tại ứng đối buổi chiều hôm nay bỗng quốc internet hacker công kích. Đi qua lần trước sự tình, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc. Lần này sẽ không giống lần trước như thế phòng thủ chật vật như vậy có cần hay không thông tri môn đồ? Có người hỏi. Ta sẽ chờ lại cùng hắn nói đi. Mễ thiến thiến nhẹ gật đầu. Chương 304, ngóc đầu trở lại hacker. Làm xong phòng ngự bố trí, mễ thiến thiến lấy ra điện thoại bắt đầu liên hệ môn đồ. Khi môn đồ biết được bổng quốc hacker còn muốn ngóc đầu trở lại thời điểm cũng sửng sốt một chút. Nhớ ăn không nhớ đánh cẩu đồ vật, võng lộ trung tâm đều để ta sư. Môn đồ tranh thủ thời gian bên trong gãy mất mình nói, vừa rồi hắn kém chút liền nói lỡ miệng. Ngươi mới vừa nói cái gì, bổng quốc Internet trung tâm để ai thế nào? Mễ Thiến Thiến hay là nghe thấy. Không có việc gì không có việc gì, ta nói bổng quốc Internet trung tâm đều để chúng ta người xâm lấn, bọn hắn làm sao còn có mặt tới khiêu khích. Môn đồ giải thích nói. Đám người này ta hiểu rất rõ, tự như là châu chấu một dạng, ngươi đến một lần hắn liền bay mất, ngươi vừa đi hắn liền bay tới. Mễ Thiến Thiến giận dữ nói. Ngạch, có bị mạo phạm đến, nhưng là ngươi cái thí dụ này cũng không tệ, chúng ta làm nghề này trừ phi có thế một chiêu chế địch, đánh đối phương ngoan ngoãn, bằng không thật không có một cái nào kết thúc. Môn đồ nói ra. Một chiêu chế địch nói nghe thì dễ, trên internet nhiều năm như vậy, cái kia có ai có thể một chiêu chế địch qua. Mẹ thiến thiến nói. Có, ngươi quên. Môn đồ nói. Ngươi nói là người kia. Mẹ thiến thiến dừng một chút. Buổi chiều 3 giờ. Bỗng quốc hacker nói chuyện phím thắt. Số 1, mọi người chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn bắt đầu. Số 7, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Số 10, lần này chúng ta hắc ảnh online 40 nhiều người, nhất định phải đem hoa hạ làm cái lông trời lỡ đất. Số 11, để bọn hắn biết rõ chúng ta hắc ảnh lợi hại. Số 12, đều đơn vị chú ý, đều đơn vị chú ý. Số 1, ta lần nữa an bài một chút chúng ta chiến thuật, thư khiêu chiến ta gửi tới, hoa hạ an ninh mạng trung tâm khẳng định có đề phòng, nhưng là chúng ta chân chính mục đích không phải bọn hắn an toàn trung tâm, Chúng ta hóa chỉnh là không đối với Hoa Hạ từng cái trang web tiến hành không khác biệt công kích, không cần ham chiến nếu như công kích không thành liền thay đổi một cái trang web. Chúng ta mục tiêu trang web, chủ yếu là Hoa Hạ giải trí truyền thông xã hội trang web, đem những này trang web công kích đến đến, liền đủ bọn hắn uống một bình. Số 5, minh bạch. Số 18, thu được. Số 1, hành động bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Hắc ảnh tổ chức hacker nhưng như như châu chấu tiến nhập Hoa Hạ internet. Hoa Hạ internet trung tâm lập tức đã nhận ra dị thường đều đơn vị chú ý, bọn hắn tới. Mễ Thiến Thiến cầm bộ đàm, đứng tại màn hình lớn trước mặt chỉ huy Internet trung tâm tất cả công trình sư. Môn đồ cũng tại thời gian thực chú ý Internet trung tâm tình huống, một khi phát hiện nguy hiểm hắn liền sẽ cái thứ nhất nhào tới. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, những này người mục tiêu công kích không phải Internet trung tâm. Môn đồ, hỏng, bọn hắn mục tiêu không phải đây. Mét tiền, đều đơn vị chú ý, đối phương đổi mục tiêu, đối phương đổi mục tiêu. Trong lúc nhất thời. Hoa hạ các đại internet truyền thông trang web toàn bộ tê liệt. Trong nước một mảnh xôn sao. Dân mạng nhóm nhau nhau đi tới còn không có tê liệt trang web tiến hành giao lưu. Lại tới, còn có hết hay không? Kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. Đám khốn kiếp này cùng bọn hắn liều mạng. Không xong đúng không? Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, tê liệt trang web liền khôi phục. Rất nhanh a. À. Internet trung tâm liền tra ra, đối phương hacker đang tại từng cái rơi dây. Có công kích trang web công kích đồng dạng sau đó đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị liền rơi dây. Internet trung tâm người cũng bối rối, vô ý thức tưởng rằng những này người lại đang đùa cái gì mới nhiều kiểu. Không dám ngồi chờ chết, vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Mà lúc này bỗng quốc hacker group chat bên trong đã sôi trào. Số 7, tình huống như thế nào, ta trúng độc. Số 8, ta cũng trúng độc, tự động rơi dây. Số 9, tường lửa không có nhắc nhở sao. Số 10, tranh thủ thời gian vận hành phần mềm diệt virus nha, xong ta cũng trúng độc, phần mềm diệt virus bị tự động tháo dỡ. Số 1, mọi người đừng hốt hoảng, các ngươi có phải hay không nhận cái gì virus bưu kiện, nhanh lên đem virus bưu kiện tiến hành cách ly, kiểm tra các ngươi riêng phần mình máy tính văn kiện. Số 23, gặp quỷ, ta không có nhận bưu kiện nha. Số 13, các ngươi nhìn này virus, tự động sinh thành một cái hình ảnh, tự như là hoa hạ gấu trúc. Có người đem bức ảnh kia gửi đi đến nói chuyện phím thất bên trong. Chỉ thấy một cái ngây thơ chân thành gấu trúc lớn đang tại thắp hương mà ở gấu trúc lớn phía trên có một cái đỏ tươi hán tự tru số một là hoa hạ cái kia cao thủ là hắn thả ra virus số năm ngoạ tàu mọi người không cần ấn mở cái này hình ảnh cái này hình ảnh bên trong cũng có bệnh độc số ba mươi sáu nói đã chậm ta đã trúng độc mấy phút đồng hồ sau hơn năm mươi người lôi đài bên trên chỉ còn lại mấy người còn tại nói chuyện số một các ngươi là làm sao lây nhiễm virus ta liền buồn bực với tư cách hacker không biết có chút bưu kiện là không thể mở ra sao. Số 14, chúng ta không có thu được bưu kiện nha, cũng không biết là làm sao trúng độc. Số 1, không có khả năng, các ngươi không thu bưu kiện, chẳng lẽ nói lấy nói chuyện phím thất bên trong có độc. Số 15, hiện tại virus đầu nguồn cũng không tìm tới sao. Tại bỗng quốc một cái lờ mờ trong gian phòng. Số 1 phẫn nộ đánh lấy cái bàn. Chết tiệt, chết tiệt. Miệng bên trong không ngừng gầm thét thô tục. Hắn phản công đại kế còn chưa có bắt đầu cứ như vậy kết thúc số một cảm giác giờ phút này trong lòng thiêu đốt lên một bàn lửa giận lại không chỗ phát tiết phần mềm diệt virus cũng không hề dùng sao các ngươi thử một chút cái này ta nghiên cứu ra đến không cần thử không tác dụng ta dùng là phiêu lượng quốc gần đây phần mềm diệt virus kho số liệu bên trong càng bản tìm không thấy loại vi khuẩn này số liệu là mới virus mà lại là ôm virus lây nhiễm này virus về sau lại không ngừng tự động mạng điêu úp cũng lợi dụng văn kiện bên trong địa chỉ tin tức hoặc là internet cùng chung tiến hành truyền bá cuối cùng phá hư người sử dụng đại bộ phận trọng yếu số liệu. Số 1 nhìn thấy những tin tức này cảm giác hữu tâm vô lực. Này virus đến cùng là từ đâu xuất hiện? Không có thu được bưu kiện, cái kia này virus khẳng định là tới từ Internet cùng chung phương thức tiến hành truyền bá. Với lại lần này trúng độc, là bọn hắn thành viên bên trong người cùng một thời gian trúng độc, nói cách khác bọn hắn đã sớm ở nơi nào lây nhiễm virus, nhưng là bọn hắn không có phát hiện thôi. Nhất định là bọn hắn viếng thăm cái gì trang web, trang web bên trong mang theo loại vi khuẩn này. Là một cái thâm niên hacker số một rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Nghĩ đến đây số một gõ bàn phím, đem hắc ảnh bên trong mấy tên thành viên gần đây 3 ngày viếng thăm ghi chép cho rơi ra. Sắc sắc trang web, không đối với. Ma cao sòng bạc, cũng không đối với. Bọn hắn đến cùng xem cái gì. Ngay lúc này, số một chú ý tới một cái trang web. Bỗng quốc Internet trung tâm trang web, hắn chọn lựa mấy cái thành viên, cơ hồ đều từng tiến vào trang web này. Chẳng lẽ? Số một hoàn toàn tỉnh ngộ. Trúng kế. Trước đó hắn dùng loại phương thức này bày môn đồ một tay, không nghĩ tới đối phương lấy đạo của người trả lại cho người. Dùng đồng dạng sáo lộ, tại internet trạm bên trong chôn xuống virus. Không có chút nào phòng bị bọn hắn cứ như vậy trúng độc. 333 Số một giận không kềm được đang tán gẫu thất bên trong phát ra tin tức. Các ngươi chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tra ra virus nguồn gốc, đem cái này đáng chết virus phá giải. Nhưng mà một giây sau, hắn máy tính đột nhiên đen màn hình, một cái gấu trúc xuất hiện, tại trước màn hình cho hắn thắp hương, gấu trúc phía trên còn có một cái đỏ tươi tru chữ. Chương 305, một truyền 10, 10 truyền trăm. Bổng quốc trong nước. Một nhà tên là Tân Nhật Hoàng Hôn bên trong tin tức truyền thông công ty. Nhà này tin tức truyền thông công ty, đó là lúc ấy chủ đạo Kim Bàn Thạch dư luận, lợi dụng bẻ công sự thật đưa tin kích động bổng quốc dân mạng công kích hoa hạ dân mạng nhà kia công ty. Ban đầu những cái kia đưa tin, cơ hồ có một nửa là xuất từ này nhà công ty. Cũng bởi vì những cái kia đưa tin, gần đây bọn hắn kiếm lời là đầy bồn đầy bát hôm nay công ty tăng ca chuẩn bị đem gần đây hoa hạ hacker công kích bổng quốc internet trung tâm sự tình lại tiến hành một phen thêm mắm thêm muối hy vọng ngày mai còn có thể hình thành một cái mới chủ đề tân nhật hoàng hôn bên trong lão bản đối với hình chiếu dụng cụ bên trong power quan chậm rãi mà nói đem bọn ngươi cách cục mở ra báo cáo tin tức không nhất định không muốn chân thật như vậy chúng ta viết đồ vật chỉ là mọi người muốn xem thấy đồ vật thôi cho nên các ngươi hẳn phải biết ngày mai những cái kia tin tức tin tức muốn làm sao viết ta hy vọng các ngươi có thể cùng lần trước một dạng lần nữa để cái đề tài này dẫn nổ liền cái kia hoa hạ hacker ai biết hắn là ai cho nên các ngươi đem hắn hướng hỏng viết thế nào để độc giả cảm thấy tức giận cảm thấy chán ghét các ngươi liền như thế nào viết có nhân viên yếu ớt hỏi lão bản nghe nói cái kia xâm lấn internet trung tâm là một cái đặc biệt lợi hại hacker chúng ta dạng này đi viết hắn có thể hay không lão bản nhướng mày làm sao ngươi tại sao phải sợ hắn tới tìm ngươi nha Người lá gan liền như vậy nhỏ, hacker làm sao vậy, có bản lĩnh đến tìm lão tử, ảnh hưởng lão tử kiếm tiền, ta quản hắn là hacker vẫn là bạch khách. 3. Đột nhiên power quan đèn tắt. Đám người kinh hô một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy một cái gấu trúc xuất hiện tại hình chiếu dụng cụ bên trong. Gấu trúc đột nhiên xuất hiện, đem lão bản giật nảy mình, tranh thủ thời gian đỡ bên người cái bàn. Trợ lý, trợ lý, đây là có chuyện gì? Kịp phản ứng lão bản hét lớn. Không xong, lão bản chúng ta tựa như là dính virus, có phải hay không cái kia hoa hạ hacker đến? Trợ lý gấp là đầu đầy mồ hôi. Nghe nói như thế tất cả nhân viên bị dọa đến sắc mặt trắng nhật. Tranh thủ thời gian kiểm tra lên mình máy tính, vận hành phần mềm diệt virus nhìn xem có hay không virus. Cái gì virus, tranh thủ thời gian cắt ra Internet. Lão bản hét lớn, hắn cũng chậm. Linh nghiệm như vậy sao? Chẳng lẽ cái kia hoa hạ hacker nghe thấy được? Mình cho vừa nói xong cũng trúng độc, chẳng lẽ cái kia hoa hạ hacker đã sớm chú ý đến nàng? đám người kiểm tra mình máy tính nhưng mà đã chậm. bọn hắn máy tính bên trong tất cả ô biểu tượng hoàn toàn biến thành gấu trúc. cắt ra internet cũng vô dụng. loại vi khuẩn này có thể tự động mạng đi út. trừ phi ngươi đem máy tính cpu cho móc đi ra, bằng không cũng không cần muốn ngăn cản con virus này vận hành. chỉ chốc lát, không chỉ là lão bản máy tính, toàn công ty tất cả nhân viên máy tính đều trúng độc. virus vận hành rất nhanh a. À. máy tính liền đem virus ucolat đến công ty bọn họ trang tin tức đứng lên nói cách khác bọn hắn trang tin tức trạm bên trong những cái kia tin tức chỉ cần ngươi bây giờ ấn mở liền có khả năng trúng độc tân nhật hoàng hôn bên trong lão bản lúc này mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất hoa hạ hắc cơ đại hiệp ta sai rồi ta biết sai van cầu ngươi thả qua ta đi ta lần sau cũng không dám lại nói hô nói vượng trước đó những cái kia tin tức ta hiện tại liền đi xóa bỏ ngươi lão cao khiêng đắt tay ta dập đầu cho ngươi cốc 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 tân nhật hoàng hôn bên trong lão bản dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu hắn nhận định cái kia đây là tới từ ở cái kia hoa hạ hacker đối với bọn hắn trả thù một bên khác lần trước số một cùng hắn hắc ảnh thành viên gặp mặt cái kia trong quán internet trước đó cái này quán net không phải để môn đồ công kích toàn bộ internet a à, hệ thống internet toàn bộ sụp đổ quán net lão bản tiêu một số lớn tiền này mới khiến quán net khôi phục vận doanh lúc này quán net bên trong chính một mảnh vui vẻ phồn vinh không ít khách hàng đang tải lên mạng chú ý trên mạng mới nhất tin tức. Bọn hắn ngồi trên ghế, một bên nhìn tin tức, một bên móc lấy chân, thỉnh thoảng miệng bên trong còn phun ra vài câu thô tục. Lúc này bỗng quốc hacker tiến công hoa hạ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Lập tức tại bổng quốc cảnh nội đưa tới đại lượng chú ý. Chết tiệt, đám này hoa hạ heo, vậy mà còn dám phản kháng. Bổng quốc đám hacker cố lên, để hoa hạ heo nhóm biết rõ chúng ta lợi hại. Tay đem lão mã, cho bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Bổng quốc không thể xâm phạm. Cố lên, cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Để hoa hạ người quỳ xuống nói xin lỗi, kêu lên cái kia hoa hạ hacker. Ngay lúc này, có một vị lên mạng khách hàng, ấn mở một nhà tên là Tân Nhật Hoàng hôn bên trong trang tin tức trạm. Hắn nhớ kỹ nhà này trang web đưa tin đặc biệt sắc bén, nhất là đối với hoa hạ tin tức đưa tin, cái kia nhìn có thể nói là phi thường thoải mái. Nhìn một chút trang web không có đổi mới, tâm lý không cấm có chút thất lạc. Đột nhiên lúc này, lời bộc bạch nhảy ra một cái tiểu pop-up. Khi nhìn thấy pop-up bên trong nội dung, nam nhân lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Nhìn hai bên một chút, có trông thấy được không người chú ý đến hắn, lập tức đem màn ảnh máy vi tính xoay đến một bên khác. Liếm liếm khô cạn bờ môi, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính bên trong nội dung. Một cái tay khống chế con chuột bàn phím, một cái tay tự nhiên bỏ vào dưới mặt bàn. Liền hắn nhìn say sưa ngon lành hết sức chăm chú thời điểm. Khoáng chốc. Máy tính đen màn hình. Sau đó một cái gấu trúc thắp hương xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái kia đỏ tươi tru chữ nhìn lên nhất là khủng bố ngoạ tàu. Nam nhân hét to một tiếng, nhảy một cái hướng trên ghế đứng lên đến. Nghe được nam nhân kêu to đám người cùng nhau hướng hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy nam nhân một mặt trắng bệch đứng tại máy tính bên cạnh, quần cũng từ bên hông trượt xuống. Nam nhân ý thức được mình bị vây xem, lúc này mới nhanh lên đem quần sách đi lên. Chỉ chốc lát toàn bộ quán nét đồng dạng máy toàn bộ không phải làm màn hình đó là chết máy, hoặc là xuất hiện một cái gấu trúc tại máy tính bên trong thắt hương. Thứ gì, hù chết ta. Gấu trúc, ta máy tính bên trong tại sao có thể có gấu trúc cái này gấu trúc đang làm gì nó cầm trong tay là đổ sao máy tính chết máy ta luận văn tốt nghiệp còn tại bên trong lần này ta triệt để xong chết tiệt quản trị mạng các ngươi đây là cái gì máy có chết máy đây đều là lần thứ hai các ngươi quán nét còn có mở hay không ta đang đánh đoàn nha lần này xong đời tài khoản chắc là phải bị phong quán nét quản trị mạng đi nhanh lên tới nghĩ thầm điều đó không có khả năng nha mới vừa sửa xong máy làm sao khả năng lại xảy ra vấn đề hắn cũng hiểu một chút máy tính kỹ thuật đem máy tính khởi động lại một cái phát hiện không phản ứng chút nào. Lúc này mới ý thức được máy tính có thể là dính virus. Cái gì virus? Làm sao lại không hiểu thấu trúng độc đâu? Có phải hay không là cái kia hoa hạ hacker làm, ta liền biết hắn sẽ tới trả thù. Xong, như vậy nhiều máy tính đều trúng độc, phần mềm diệt virus chấm dùng không có, này virus nhất định rất lợi hại. Trong nhà của ta máy tính cũng trúng độc, này virus truyền bá nhanh như vậy sao? Làm sao bây giờ nha, ta còn muốn trở về đánh đoàn đâu? Còn đánh đoàn, này virus nếu là không tranh thủ thời gian giải quyết, chúng ta bỗng quốc liền xong. Cường điệu đến vậy ư, không phải liền là một cái virus. Ta vừa rồi nhận được tin tức, bỗng quốc quán nét đại bộ phận đều lây nhiễm loại vi khuẩn này. Cái gì? Đương nhiên cái này quán nét chỉ là bỗng quốc hiện tại tình cảnh một cái ảnh thu nhỏ. Virus lan ra tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều. Vô số máy tính trúng độc chết máy, mấu chốt nhất là không có biện pháp giải quyết. Không có máy tính ngươi như thế nào nghiên cứu, nhưng là bây giờ toàn bộ bổng quốc có thể tìm tới mấy cái có thể vận hành máy tính. Từ giờ khắc này, bổng quốc liền lâm vào đến khủng hoảng bên trong. Từ một cái virus máy tính mang đến khủng hoảng. Mọi người ỷ lại máy tính quen thuộc, rất khó tưởng tượng không có máy tính cùng internet sinh hoạt muốn làm sao tiến hành tiếp. Không thể đánh trò chơi, không thể lên lưới nhìn video, không thể lên lưới lướt sóng. Phản phất trở lại nguyên thủy thế giới bên trong. Rất nhanh bổng quốc quan phương ngồi không yên. Khẩn cấp công khai internet virus màu đỏ dự cảnh tuyên bố toàn quốc tiến nhập tình trạng báo động bên trong. Lúc này bổng quốc, bị gấu trúc thấp hương lây nhiễm virus đã vô số kể, cụ thể số lượng khó mà thống kê, tạo thành tổn thất cũng không dám tưởng tượng. Trước mắt chủ lưu phần mềm diệt virus đối với con virus này trên cơ bản thúc thủ vô sách không có một chút tác dụng. Lại bệnh này độc lây nhiễm năng lực siêu cường, không chỉ có đồng thông qua bưu kiện văn kiện truyền bá, tại Internet trên website cũng có thể truyền bá. Bổng quốc an ninh mạng trung tâm trực tiếp tê liệt, tin tức truyền đến nước ngoài, thế giới một mảnh xôn xao các quốc gia Internet bộ môn cũng bắt đầu mật thiết chú ý tới gấu trúc thắp hương con virus này. Một lần tình cờ phát hiện, gấu trúc thắp hương virus tự hồ có cái đặc tính. Cái kia chính là gấu trúc thắp hương virus, rời đi bổng quốc bản thổ Internet sau đó, liền sẽ tự động đánh mất truyền nhiễm tính. Cũng chính bởi vì cái này đặc tính, mới không có để gấu trúc thắp hương tại toàn bộ thế giới lan ra. Bất quá liền xem như dạng này, thế giới an ninh mạng tổ chức, vẫn như cũ đem gấu trúc thắp hương liệt vào trên đời nguy hiểm nhất virus một trong. Chương 306, Tại sao phải trêu chọc Hoa Hạ? Tin tức truyền đến trong nước. Trong nước còn không có kịp phản ứng đâu. Tình huống như thế nào? Bổng quốc bên kia có một loại mới virus máy tính, nghe nói rất lợi hại. Những cái kia bổng quốc hacker cũng bởi vì virus máy tính lan ra nguyên nhân đình chỉ đối với Hoa Hạ võng lộ công kích. Nghe nói bổng quốc bên kia, toàn quốc một nửa máy tính đều tê liệt. Thật giả? Thật, ta có bằng hữu tại bổng quốc du học, nói hiện tại quan phương nhân viên đều xúc động vẫn không có bất cứ tác dụng gì còn có đây chuyện tốt, mở sâm ban đi. Hoa hạ an ninh mạng trung tâm trong căn cứ. Mẹ thiến thiến nhìn gấu trúc thắp hương bức ảnh kia hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là phía trên cái kia tru chữ, nhìn qua làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ. Đột nhiên nghĩ ra đến, tại bổng quốc internet trung tâm trên website, cái này tru chữ cũng xuất hiện qua. Chẳng lẽ này virus, là cái kia hắn sáng tạo. Trên cơ bản có thể nhận định đó là người kia sáng tạo. Bằng không cũng sẽ không dùng cái này tru chữ, đặt ở virus trên hình ảnh. Internet trung tâm nhân viên kỹ thuật khi thấy con virus này thời điểm đều ngốc. Thế giới bên trên vậy mà còn có dạng này virus, siêu cường tính bí mật, truyền nhiễm tính, lực công kích. Chỉ cần là máy tính lây nhiễm loại vi khuẩn này, trăm phần trăm vậy coi như là trực tiếp báo hỏng. Mấu chốt là người ta chỉ ở bổng quốc cảnh nội bạo phát, vừa đến quốc gia khác ra được địa chỉ IP sau đó, virus truyền nhiễm tính liền tự động biến mất. Quá lợi hại, ta không dám tưởng tượng, nếu như con virus này là nhằm vào chúng ta hoa hạ, chúng ta nên như thế nào ứng đối bỗng quốc đám kia đám hacker, đánh chết cũng không nghĩ ra bọn hắn vậy mà chết tại một cái virus phía trên. Chúng ta hoa hạ lúc nào ra mạnh như vậy một cái hắc khách. Có người này tử, ai dám phạm ta hoa hạ nửa bước. Thật ứng với hắn câu nói kia, phạm ta hoa hạ giả xa đâu cũng giết. Ta hiếu kỳ một sự kiện, hắn là lúc nào đem này virus cho truyền bá đi qua, phải biết con virus này vừa bị phát hiện thời điểm, liền đã khống chế trụ không được. Ta thu vào tin tức, còn nhớ rõ lần trước nàng công kích bổng quốc internet trung tâm sao, hắn đi thời điểm đem virus lưu tại trang web bên trong sau đó bỗng quốc dân mạng tại sự tình kết thúc về sau đã đến trung tâm trang web v xem tiếp xuống sự tình các ngươi đều hẳn là đâu qua nghĩ đến đi môn đồ biết hắn ta nhất định phải biết hắn là ai tin tức này vừa ra đám người giống như là sững sờ sau đó nhao nhao cười to đi ra ha 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 đây quả thực là gấu trúc điểm thức ăn ngoài tổn hại đến nhà lần trước đối phương đó là lợi dụng loại phương thức này cướp mất chúng ta hệ thống an toàn lần này bọn hắn chết sống cũng không nghĩ ra mình cũng trúng chiêu. Cái này kêu là làm gậy ông đập lưng ông đi, đi ra lăn lộn luôn là muốn đổi. Bất quá tại cao hứng rất nhiều, Mễ Thiến Thiến cũng nhận thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nếu có người lợi dụng này virus, đem bên trong khóa chặt bổng quốc hệ thống công kích thiết lập giải trừ. Sau đó tại truyền bá đến trong nước internet bên trong, hậu quả kia sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Vì để phòng vạn nhất, an toàn trung tâm nhân viên dùng một chiếc máy tính đem gấu trúc thắp hương virus nuôi nhốt lên, bắt đầu nghiên cứu hắn virus đặc tính, phòng ngừa ác tính sự kiện phát sinh. Theo đối với virus thâm nhập nghiên cứu, an toàn trung tâm nhân viên càng phát ra sợ hãi tháng phục tại gấu trúc thấp hương virus chế tác tinh diệu. Đi qua hơn 10 vị internet công trình sư giải mã, cuối cùng rốt cuộc biết giải quyết gấu trúc thấp hương virus phương pháp. Có phương pháp sau đó, tất cả mọi người tâm cũng coi là buông xuống. Đây chẳng khác gì là bảo đảm, gấu trúc thấp hương con virus này sẽ không lan đến gần trong nước. Một bên khác. Bỗng quốc một mảnh trên dưới kêu rên gấu trúc thắp hương vi rút tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa đồng dạng. Càng ngày càng nghiêm trọng, khó mà ức chế. Toàn bộ bổng quốc đều lâm vào báo. Gấu trúc thắp hương mộng yểm bên trong. Tại bổng quốc bất kỳ nơi hẻo lánh, chỉ cần là có máy tính địa phương, đều có thể nhìn thấy gấu trúc thắp hương hình ảnh. Ngay thơ chân thành gấu trúc, lúc này ở trong mắt bọn họ, liền như là hồng thủy mảnh thú đồng dạng. Trên cơ bản đạt đến nói gấu trúc biến sắc tình trạng. Lúc này bổng quốc muốn biết một chiếc khỏe mạnh máy chủ tựa như là tại nhà ngươi hậu viện kiếm tiền đồng dạng dân chúng đến bây giờ thậm chí không biết này virus là từ đâu xuất hiện chết tiệt ta vừa mua máy tính vừa khởi động máy ở giữa virus đây là có chuyện gì có cái gì phần mềm diệt virus có thể tiêu diệt đây gấu trúc thắp hương virus đang online chờ chờ phần mềm diệt virus ta khuyên ngươi còn không bằng thắp hương cầu nguyện này virus sẽ tự mình biến mất không có biện pháp chỉ có thể gắn lại hệ thống ta máy tính bên trong thế nhưng là có ta tất sinh tâm huyết ta không nỡ nha đừng vùng vẫy ta cài đặt lại hệ thống sau đó, không có hơn phân nửa giờ lại bị lây nhiễm, căn bản là không dùng được. Đáng chết hoa hạ người, bọn hắn là làm sao sáng tạo ra cái này đáng chết virus. Chúng ta bổng quốc hacker đâu, phản kích nha, chẳng lẽ liền trơ mắt xem chúng ta hơn phân nửa bổng quốc tê liệt. Đừng nói nữa, ta nghe nói hắc ảnh tất cả thành viên máy tính đều lây nhiễm này virus, bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, cái kia còn có công phu phản kích. Cái gì, ngay cả chúng ta bổng quốc cao cấp nhất hacker cũng không có cách nào sao. Xong, triệt để xong, Ngươi nói những này hacker không có việc gì tại sao phải trêu chọc hoa hạ người. Trong thư phòng, Tần Hạo cho mình rót một chén trà. Một bên uống vào, một bên nhìn bỗng quốc lên mạng một mảnh hỗn độn. Trên mặt biểu lộ không có một tia kinh ngạc, bình tĩnh tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Thế nhưng là sự tình cứ như vậy kết thúc rồi à. Bỗng quốc người đã đạt được phải có trừng phạt. Xa đâu cũng giết cái kia tru chữ, thật để bổng quốc người nhận thức được sao. Tần Hạo cảm thấy còn chưa đủ, hắn muốn tiếp tục tăng lớn cường độ hắn nhân sinh tính điều chính là, làm bất cứ chuyện gì, hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm đến cực hạn. Cốt vết rẹo quên đau là nhân loại bản tính, nếu như lần này không cho bổng quốc những cái kia hacker cả đời khó quên sinh ra bóng ma tâm lý. Tần Hảo biết, qua không được bao lâu, gấu trúc thắp hương phong bạo đi qua, những cái kia người nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đối với hoa hạ chém ra điên cuồng trả thù. Hắn muốn làm sự tình, đó là khiến cái này người, liền báo thù điểm này dũng khí đều muốn ma diệt. Cộc cộc cộc, Tần Hạo để tay xuống bên trong bốc hơi nóng nước trà, đưa tay lại đặt ở trên bàn phím, bắt đầu nhanh chóng gõ bàn phím, đưa vào một đoạn chỉ lệnh. Bỗng quất cái kia đầu, Kim Bàn Thạch ngồi ở văn phòng bên trong, đối mặt với máy tính bên trong tháp hương gấu trúc là một đầu hắt tuyến. Hắn nhiều năm nghiên cứu tư liệu toàn bộ đều tại máy vi tính này bên trong. Đây chính là hắn tất sinh tâm huyết, hắn tất cả thành quả nghiên cứu, trong đó còn có không ít sinh thế giới không phải vật chất văn hóa di truyền thư mời. Ví dụ như xin tiết đoan ngọ là bọn hắn bổng quốc, xin khổng tử là bọn hắn bổng quốc, xin hán tự cũng là bọn hắn bổng quốc. Vì những tài liệu này, hắn bận trước bận sau, bây giờ lại bởi vì một cái virus hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không riêng gì hắn máy tính, bên cạnh hắn tất cả mọi người máy tính cơ hồ đều bị cảm nhiễm. Ta tư liệu nha, ta không thể cài đặt lại hệ thống bằng không liền triệt để xong. Kim Bàn Thạch ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không bỏ được nha, nếu như cài đặt lại hệ thống, những tài liệu kia cũng biết đi theo format nhưng là bây giờ không nặng cài hệ điều hành, thì có biện pháp gì giải quyết con virus này? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bổng quốc tranh thủ thời gian nghiên cứu ra tương ứng phần mềm diệt virus. Nhưng loại tình huống này, máy tính đều dùng không được, làm sao nghiên cứu phần mềm diệt virus? Ngay lúc này, Kim Bàn Thạch một cái đệ tử hứng thú bừng bừng đi đến. Lão sư, lão sư, có biện pháp. Đệ tử kích động ngạch nói ra. Biện pháp gì? Kim Bàn Thạch đứng lên đến, trên mạng không biết là ai ban bố cũng một cái phần mềm diệt virus, nói là có thể giải quyết tốt đẹp gấu trúc thắp hương virus. Đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Còn có dạng này chuyện tốt. Kim bàn thạch chấn động trong lòng. Chương 307, thăng cấp bản gấu trúc thắp hương. Trên mạng đều truyền ầm lên, mọi người đều tại hạ chở. Đệ tử lấy ra điện thoại. Kim bàn thạch ngồi không yên, lấy qua đệ tử điện thoại, thấy được trên mạng bình luận. Đây phần mềm diệt virus quá bổng, ta máy tính gấu trúc thấp hương virus được giải quyết cuối cùng ra sao, chúng ta cuối cùng là được cứu rồi. Đáng chết gấu trúc thắp hương, ngươi khắc tinh rốt cuộc đã đến. Đây phần mềm diệt virus là ai nghiên cứu ra được, quốc gia hẳn là cho loại này người ban thưởng. Khẳng định là chúng ta bổng quốc hacker, ta liền biết bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ha ha ha, quả nhiên quốc gia chúng ta vẫn là có cao thủ. Cái gì gấu trúc thắp hương, nhìn ngươi còn có thể phách lối lúc nào. Kim bàn thạch cũng không do dự nữa. Tranh thủ thời gian đao loa cái kia cái gọi là phần mềm diệt virus sau đó kim bàn thạch liền phát hiện hắn máy tính bắt đầu giống như là hóng gió một dạng bắt đầu mình cài đặt lại hệ thống kim bàn thạch giật nảy mình bảo trụ máy tính gào khóc kêu to không ta muốn giết độc ta không cần cài đặt lại hệ thống ta máy tính bên trong có ta văn kiện ngươi tranh thủ thời gian cho ngừng chết tiệt ta thần kiếm nhưng mà mặc kệ kim bàn thạch làm sao tru lên đều không dùng mình máy tính tựa như là bị người viễn trình điều khiển đồng dạng căn bản là không nghe hắn sai sử dưới tình thế cấp bách kim bàn thạch tranh thủ thời gian nhổ máy tính đầu cắm lần nữa khởi động máy thời điểm quen thuộc gấu trúc thắp hương đồ án xuất hiện lần nữa song lần này gấu trúc thắp hương đồ án tự hồ cùng lần trước cũng có chút không giống nhau lần này gấu trúc biểu lộ biến thành một khuôn mặt người làm ra một cái cực kỳ trào phúng biểu lộ từ nơi này trên nét mặt ngươi không nhìn thấy một điểm gấu trúc đáng yêu mà là tràn đầy mỉa mai cùng chế dẻo chuyện gì xảy ra vì sao lại dạng này không phải đã nói phần mềm diệt virus kim bàn thạch bắt lại đệ tử cổ ta không đến đệ tử cũng là một mặt mộng bức chuyện cho tới bây giờ kim bàn thạch chỉ có thể lựa chọn cài đặt lại hệ thống nhưng lại phát hiện cài đặt lại hệ thống cũng vô ích gấu trúc thắp hương đã đạt được thăng cấp trước kia cài đặt lại hệ thống có thể dùng máy tính khôi phục bình thường mà lần này thăng cấp bản gấu trúc virus liền xem như cài đặt lại hệ thống cũng không có biện pháp tiêu trừ kim bàn thạch chỉnh người đều ngốc hắn thậm chí cảm giác trên màn hình cái kia gấu trúc là đang cho hắn thắp hương lập tức hai mắt tối sầm. Cắt. Một đầu mới ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lúc này cái này phần mềm diệt virus tại trên Internet đã bắt đầu điên cuồng truyền bá lên. Bỗng quốc người gấp, vừa sốt ruột liền muốn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe nói trên mạng có nhằm vào gấu trúc thấp hương phần mềm diệt virus. Cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, quản hắn mọi việc trước đau loa thử một chút lại nói. Chủ yếu là cái kia khoảng phần mềm diệt virus phía dưới bình luận viết quá đặc sắc. Cái gì miễu sát gấu trúc thấp hương virus? Cái gì gấu trúc thắp hương virus thắt tinh? Cái gì bổng quốc người cứu vớt? Nhìn bọn hắn nhiệt huyết dân trào, lập tức điếm kích xuống chở. Lúc này trong nước an toàn trung tâm cũng nhận tin tức. Nghe nói bổng quốc xuất hiện một cái phần mềm diệt virus. Có thể hữu hiệu rõ ràng máy tính bên trong gấu trúc thắp hương virus. Quả nhiên vẫn là bị bọn hắn phá giải. Bổng quốc vẫn là có cao thủ. Bất quá cái này cũng đầy đủ, lần này cho bổng quốc mang đến tổn thất là to lớn. Hy vọng bọn họ có thể hấp thụ lần này giáo huấn đừng lại đến trêu chọc chúng ta. Mẹ thiến thiến nghe được tin tức này thời điểm có chút không tin. Dù sao dạng này virus, làm sao khả năng nói có tương ứng phần mềm diệt virus liền có. Bổng quốc đều đã gấu trúc thấp hương tai họa đến loại trình độ này, bọn hắn vậy mà còn có thể nghiên cứu ra phần mềm diệt virus. Dứt khoát mẹ thiến thiến dùng máy tính cũng đao loa cái kia phần mềm diệt virus, hướng nhìn xem cái này phần mềm diệt virus là dùng biện pháp gì tiêu trừ gấu trúc thấp hương. Không dưới không biết, một cái giật mình. Đợi đến đao loa hoàn tất sau đó, Mễ thiến thiến mở ra xem. Khá lắm. Thế này sao lại là cái gì phần mềm diệt virus? Đây rõ ràng đó là thăng cấp bản gấu trúc thắp hương virus. Tại mở ra chở cái này phần mềm địa chỉ Internet, phát hiện là một cái trang web điếu ngư. Phía dưới cái gọi là người sử dụng đánh giá tốt, đều là máy tính tự động biên tập đi ra. Đây. Mẹ thiến thiến đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được che miệng cười lên. Đến cùng là ai làm? Đây lão lục. Quá chó đi. Không cần nói, khẳng định là cái kia thần bí hoa hạ hacker tác phẩm. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha, sáng tác gấu trúc thắp hương để nửa cái bổng quốc internet hệ thống sụp đổ coi như xong. Còn lừa gạt bọn hắn tình cảm, nói cái gì nghiên cứu ra phần mềm diệt virus, nhưng thật ra là thăng cấp bản gấu trúc thắp hương. Chiêu này thao tác, chơi đó là một cái tâm lý. Biết bổng quốc người hiện tại đều là kiến trên chảo nóng sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem cái này phần mềm diệt virus ném đi ra, bọn hắn nhất định không cần suy nghĩ tranh thủ thời gian đau loa. Còn có phía dưới bình luận, nhìn Mễ Thiến Thiến nước mắt đều nhanh bật cười. Lập tức Hoa Hạ Internet trung tâm bên trong nhân viên đều là một trận dở khóc dở cười. Quá chó, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lão lục, may mắn đây người là Hoa Hạ người, nếu như là bổng quốc người, sau phát hiện cái gì bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoa Hạ đám hacker cũng chú ý chuyện này. Khi bọn hắn hiểu rõ sự tình chân tướng sau đó, đột nhiên cũng có một cái lớn mật ý nghĩ. Sau nửa giờ đủ loại danh xưng có thể tiêu diệt gấu trúc thắp hương virus phần mềm diệt virus tràn ngập bổng quốc internet. Gấu trúc thắp tinh, chuyên nghiệp phần mềm diệt virus 500 năm, còn chờ cái gì tranh thủ thời gian đau loa. Gấu trúc nhỏ lớp học mở khóa, trong máy vi tính độc làm sao bây giờ, hơn phân nửa là phế đi, đau loa phần mềm diệt virus trợ giúp ngươi, một khóa đau loa trả lại ngươi nhẹ nhõm. Gấu trúc thắp hương phần mềm diệt virus vô địch trí tôn xa hoa thăng cấp bản, hiệu quả tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Sau đó học theo, mình tại phần mềm phía dưới thiết trí bình luận dùng quá tốt ba ba mụ mụ của ta dùng đều nói tốt hôm nay khúc mắt không thu lễ nhận quà liền thu gấu trúc phần mềm diệt virus tranh thủ thời gian đao loạt dùng tốt đao loạt sau đó virus quả nhiên giải quyết bỗng quốc dân mạng tin là thật không kịp chờ đợi đao loạt những này phần mềm sau đó phát hiện trả lại hắn mèo là gấu trúc thấp hương hơn nữa còn là thăng cấp bản có ít người vốn là đủ sụp đổ đao loạt đây thăng cấp bản gấu trúc thấp hương thì càng hỏng mất một đêm này không biết có bao nhiêu máy tính bị trực tiếp nổ cái vỡ nát. A à chết tiệt, giả đều là giả. Chúng ta bị lừa rồi. Không phải đã nói là phần mềm diệt virus, vì cái gì đau loạt sau đó biến thành virus. Hiện tại cài đặt lại hệ thống đều không dùng. Mọi người tuyệt đối không nên đau loạt cái gì phần mềm diệt virus. Ta hận nha. Những cái kia phần mềm phía dưới bình luận cũng đều là giả. Bỗng quốc internet giới một mảnh xôn xao. Cuối cùng quan phương cũng nhìn không được mau chạy ra đây bác bỏ tin đồn nhắc nhở bổng quốc dân chúng không nên tin trên internet những cái kia phần mềm diệt virus. Đối với gấu trúc thấp hương giết độc hệ thống, bọn hắn đang nghiên cứu bên trong, hiện tại tạm thời còn không có mặt mày. Mặt khác quan phương phát ra virus màu đỏ cảnh cáo, tuyên bố bổng quốc internet tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Lại đã hướng phiêu lượng quốc sinh viện trợ, phiêu lượng quốc internet cao thủ đang cùng bọn hắn cùng một chỗ liên hợp chống cự gấu trúc thấp hương virus. Nhưng mà phẫn nộ bổng quốc đám dân mạng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, tại internet thượng tướng quan phương mắng là cẩu huyết lâm đầu chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, ngươi một đám thùng cơm. Liền một cái virus đều đối phó không được, các ngươi là ăn cái gì lớn lên. Nhanh đi chết đi, chúng ta đại bổng quốc mặt đều muốn ném xong. Đây đều đi qua bao lâu, giết độc hệ thống còn không có nghiên cứu ra đến, có khó khăn như thế sao? Chương 308, khác biệt cái nhìn. Hoa hạ đám dân mạng bàn quan. Nhìn thấy bổng quốc dân mạng bị gấu trúc thắp hương virus ngược kêu trời trách đất. Lên trời không đường, cầu khẩn không cửa. Trúng độc còn chưa tính, còn bị người mưu hại một đạo. Kết hợp với chuyện khi trước, bỗng quốc dân mạng những cái kia phách lối ngôn luận. Hoa hạ dân mạng trong lòng thoải mái đó là không muốn không muốn. Ha 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 ha, ngư bức. Trời xanh A, à, đại địa nha, không biết là vị nào thiên sứ cho chúng ta ra khẩu khí này. Thật sự là ấn chứng, chúng ta hoa hạ câu cách ngôn kia, đừng nhìn hiện tại cười hoang, cẩn thận về sau kéo danh sách. Đến cùng là ai nghiên cứu ra gấu trúc thắp hương, phiền phức đại thần lưu cái danh tự, lấy cung cấp chúng ta hậu nhân chiêm ngưỡng. Vì rút bên trên có cái chu chữ, chúng ta liền gọi hắn Chu thần A. Chu thần ngưu bức, cuối cùng báo thù. Đắc ý nha, đám bổng tử làm sao không đắc ý, công kích chúng ta Hoa Hạ internet trung tâm, thật cho là chúng ta Hoa Hạ không người. Ngươi quên, bọn hắn máy tính đều tê liệt, hiện tại không lên mạng được, nhớ đắc ý cũng đắc ý không lên, ha 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 ha. Kích động nha, lần này toàn bộ thế giới người đều biết, chúng ta Hoa Hạ người thụ khi dễ thời gian một đi không trở lại, không chỉ là tại cuộc sống thực tế bên trong liền xem như tại Internet chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Vẫn là câu nói kia, phạm ta hoa hạ giả, xa đâu cũng dết, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ là đứng phía sau tại ai, chúng ta hoa hạ đều là không thể xâm phạm, ngươi nếu là dám nhúng chàm, tất nhiên sẽ để ngươi trả giá đắt. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Lên, không nguyện ý thủ ức hiếp mọi người, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí đứng lên đến. Nhưng vào lúc này hoa hạ dân mạng bên trong, cũng có người không phải rất tán thành cách làm này. Những này người có lẽ là tính cách so ôn hòa, chắc hẳn cùng những người khác nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cũng không có kích động như vậy. Internet lớn như vậy, cũng không phải tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế. Mỗi người đều có thể phát biểu mình báo. Cái nhìn, đây cũng là Internet hấp dẫn người địa phương. Làm như vậy không phải quá mức, gấu trúc thấp hương đã làm cho đối phương đạt được dạy dỗ, hiện tại lại làm ra một cái thăng cấp bản, có phải hay không? Ta không có ý tứ khác, gấu trúc thấp hương dù sao cũng là virus, chỉ cần là virus đều là không hợp pháp dùng loại phương thức này trả thù, có chút cực đoan A. À. Trong nháy mắt, Internet nổ. Mọi người đang tại nhiệt huyết sôi trào bên trong. Những lời này, không thể nghi ngờ là cho mọi người trên đầu tạc một chậu nước lạnh. Nói cái gì đó, có phải hay không quỳ quen thuộc, đứng lên đến ngươi còn có chút không quen. Ta hỏi ngươi, bỗng quốc hacker tiến công hoa hạ Internet trung tâm hợp pháp sao, xâm lấn chúng ta hoa hạ các đại trang web hợp pháp sao, tại Internet bên trên phát ra không khi ngôn luận hợp pháp sao ý là bổng quốc cùng chúng ta không tuân theo quy củ, chúng ta còn muốn lễ phép cùng bọn hắn giảng đạo lý. Phan cầu ngươi xem một chút lịch sử đi, nếu như những này người nguyện ý giảng đạo lý, chúng ta hoa hạ cận đại sẽ phải gánh chịu những cái kia khổ nạn. Tôn nghiêm không phải thương lượng đi ra, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, chúng ta nhiều năm như vậy hấp thụ giáo huấn còn chưa đủ à. Hồi đầu nhìn xem, những cái kia bị cắt nhường thổ địa, quay đầu nhìn xem những cái kia sĩ nhục điều ước, ai, không nói. Trận này sự kiện ban đầu, cũng là bởi vì bổng quốc bên kia sử dụng phạm pháp hành động cho hoa hạ bên này tạo thành tổn thất bức hiếp hoa hạ hướng bổng quốc khuất phục kêu gào để hoa hạ người cho bổng quốc xin lỗi khi bọn hắn xâm lấn hoa hạ internet trung tâm liền đại biểu trận chiến đấu này không thể lấy phương thức bình thường giải quyết đây là hacker giữa chiến đấu tự nhiên cũng muốn lấy hacker phương thức tiến hành ngày thứ hai thời tiết tốt đẹp ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây bởi vì lúc trước trận kia mưa to nhiệt độ không khí cũng vừa vừa phù hợp lãnh đạm không làm không ẩm. Hôm nay kế hoạch an bài là như thế này, Tần Hạo chuẩn bị ăn xong điểm tâm, mang theo Tô Vũ giao hai người đi sân vận động vận động. Trước mấy ngày trời mưa to không có ra ngoài, vừa vặn thừa dịp thời tiết hảo vận động một cái. Bằng không ở lại nhà đều nhanh muốn rỉ rét. Tần Hạo dậy thật sớm, đi tới phòng khách kéo ra màn cửa. Tươi đẹp nhãn quan chiếu vào, trong nháy mắt toàn bộ phòng khách đều trở nên sáng tỏ. Sau khi rửa mặt, Tần Hạo giống như ngày thường, cho Tô Vũ giao xuống lầu mua bữa sáng. Sữa đậu nành bánh quẩy, là tần hạo cùng tô vũ giao bữa sáng phù hợp đương nhiên có đôi khi cũng biết thử một chút khác bữa sáng mì khô cây súp cây đầu lòng mì sợi hôm nay xuống lầu thời điểm phát hiện bán bánh quẩy quán nhỏ sinh ý vô cùng hỏa bạo mười mấy người đứng xếp hàng đều đến đứng cửa hàng bên ngoài tần hạo nhìn thoáng qua nhiều người như vậy trong lòng nghĩ nhớ thôi được rồi hắn không thích nhất sự tình đó là xếp hàng nhìn tư thế muốn chờ một hồi ngay lúc này tần hạo vừa quay đầu nhìn thấy một cái bán bánh kếp xe nhỏ lập tức đi tới cứ vậy mà làm mấy bộ bánh kếp về đến nhà tô vũ giao cùng hạ đình đình đã rời giường hôm nay hẹn tốt muốn đi ra ngoài vận động hai người đặc biệt dậy thật sớm tiểu di phu hôm nay bữa sáng ăn cái gì nha hạ đình đình thấy được tần hạo trong tay bốc hơi nóng túi bánh kếp tần hạo cười cười đem mua xong bữa sáng bỏ lên bàn lúc này tô vũ giao từ trong phòng ngủ đi ra ba người ngồi tại bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm Tô Vũ Giao mở ra TV. Một đầu sáng sớm tin tức đưa tới nàng chú ý. Báo cáo tin tức, bổng quốc gần đây đột phát sự kiện khẩn cấp, một loại là gấu trúc thấp hương virus máy tính đang tại bổng quốc lan ra, đã đưa đến bổng quốc hơn phân nửa Internet tê liệt. Bản đài hô hào quảng đại quần chúng nhóm, gần đây cẩn thận Internet virus phòng hộ, tận lực không nên tiến vào một chút lạ lẫm trang web. Thấy được cái tin tức này, Tô Vũ Giao miệng bên trong ngậm bánh kép. Tại dưới đáy bàn dùng chân đá đá tầng hạo. Có nghe hay không, gần đây trên mạng có bệnh độc, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ngươi đem máy tính cho dọn dẹp một chút, nhìn xem có cái gì thiếu sót, ta về sau trực tiếp còn muốn dùng máy tính đâu. Tô Vũ Giao nói ra. Tuân mệnh. Tần Hạo đáp ứng nói. Thầm cười khổ không được. Mình sáng tạo ra đến virus. Còn có thể để nó lây nhiễm nhà mình máy tính. Bất quá đã Tô Vũ Giao nói, vậy liền ngoài miệng qua loa một cái. Hai ngày trước không phải còn nghe nói, bỗng quốc hacker tiếng công hoa hạ Internet trung tâm, làm sao mấy ngày nay bọn hắn liền bệnh tật độc, chuyện này có thể hay không cùng chúng ta hoa hạ hacker có quan hệ. Hạ Đình Đình xen vào nói. Ai biết được, bất quá bổng quốc dân mạng tố chất là thật kém, thường xuyên có thế tại Internet bên trên xem bọn hắn phát một cái không khi ngôn luận. Tô Vũ Giao cũng nói. Tiểu Di Phu ngươi hẳn là hiểu máy tính đi, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Hạ Đình Đình nhìn về phía Tần Hạo. Thấy thế nào, một bên ăn, một bên nhìn. Tần Hạo cười nói tiếp lấy tivi bên trong một cái khác đầu tin tức bị thông báo đi ra. Gần đây bóng rổ cúp thế giới tiểu tổ thi đấu kết thúc, hoa hạ đội vị trí dê tổ, tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, hoa hạ đội lấy 93 so 98 phân tiết bại bộ chén đội, cuối cùng chiến tích 1 tháng 4 thua vô duyên tiểu tổ ra biên. Nhưng Tần Hạo nhìn thấy cái tin tức này thời điểm. Con người rõ ràng nói co rút lại một chút. Chân mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy, lão công? Tô Vũ Giao thấy được Tần Hạo nhíu mày quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì kế trụ tần hạo cầm lấy sữa đậu nành uống lên điểm tâm kết thúc tô vũ giao cùng hạ đình đình đổi lại đồ thể thao chuẩn bị tần hạo cũng lấy ra hắn giày chơi bóng cùng đồ thể thao lái xe mang theo hai người tới sân vận động tần hạo từ xe cốt sau lấy ra một cái bóng rổ không sai hôm nay bọn hắn muốn đánh đó là bóng rổ tô vũ giao ngay từ đầu là không biết đánh bóng rổ nhưng là cùng tần hạo cùng một chỗ sau đó tai tuyển mắt nhiễm cũng biết một điểm bóng rổ cơ bản kỹ xảo hạ đình đình liền không đồng dạng sơ trung thời điểm liền tiếp xúc qua bóng rổ cao trung thời điểm thậm chí làm qua đội giáo viên đội trưởng nhưng là đằng sau bởi vì không cân nhắc đi thể dục sinh cuối cùng từ bỏ bóng rổ con đường này thành thành thật thật học lên văn hóa khóa chỉ có tại sau khi học xong thời gian hoặc là chủ nhật mới có thể chơi một chút tần hạo bọn hắn đến tương đối sớm thể viện quán không có người nào tuyển một cái nửa tràng mấy người bắt đầu luyện ném rổ tỷ phu ta không phải cùng ngươi thổi làm thơ ta có khả năng không bằng ngươi nhưng là đây chơi bóng rổ ngươi không nhất định là ta đối thủ hạ đình đình đắc ý nói ra a à, nói như vậy ngươi rất lợi hại tần hạo cười nói đó là đương nhiên phải biết ta cao trung thời điểm cũng là làm qua trường học đội bóng rổ nữ đội trưởng người về sau nếu không phải là bởi vì trong nhà không đồng ý ta đi thể dục nói không chừng có cơ hội vào đội tuyển quốc gia hạ đình đình từ tần hạo trong tay giành lấy bóng rổ vừa lên đến đó là một bộ lòe loẹt dẫn bóng bóng rổ giống như là bôi nhựa cao su một dạng đính vào hắn trên tay trên dưới cuồn cuộn, khoảng bật lên, cuối cùng nhảy lên thật cao, đứng tại ba điểm bên ngoài phát ra bóng rổ. Xoát. Trổng ruột vào lưới. Tần hạo nhẹ gật đầu. Nhìn ra hạ đình đình không có nói sai. Nàng kiến thức cơ bản đích xác rất vững chắc. Có thể nha, đình đình, nhìn không ra, ngươi còn lại chiêu này, khó trách hôm qua nói muốn vận động thời điểm, ngươi chết sống muốn tới chơi bóng rổ, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Tô Vũ giao vỗ tay nói. Vậy ngươi nói. Hạ Đình Đình kiêu ngạo sờ lên cái mũi chương 309, ta là chuyên nghiệp. Cắt, nói ngươi mập ngươi liền thở, tới tiểu di ta đến chiếu cố ngươi, đánh với ngươi một trận đơn đấu, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Tô Vũ Giao cũng tới hứng thú. Nghĩ thầm, tần hạo ta đánh không lại. Ngươi một cái chuẩn sinh viên, cũng không tin mình đánh không lại. Những năm này nàng thế nhưng là cùng tần hạo học được không ít bóng rổ bên trên đồ vật. Tới tới tới. Hạ Đình Đình kêu khích ngoắt mắt tay. Vậy ta cho ngươi làm trọng tài. Tần Hạo đi tới một bên nói ra. Tiểu Di Phu ngươi làm trọng tài không có vấn đề, nhưng là không thể bất công nha. Hạ Đình Đình nói ra. Yên tâm đi, ta là chuyên nghiệp. Tần Hạo cười nói. Chuyên nghiệp trọng tài. Hạ Đình Đình hỏi. Chuyên nghiệp hắc tiếu. Tần Hạo nói đùa. Trận đấu bắt đầu. Hai người lập tức trở thành thể viện quán bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hai đại mỹ nữ tại bóng rổ bên trên ngươi truy ta đuổi. Thon cao chân trắng nhìn mắt người hoa hỗn loạn theo thể viện quán người dần dần nhiều lên. Ba người vị trí cái kia nửa tràn bên cạnh, có không ít người ở một bên vây xem. Hạ Đình Đình nhìn thấy có nhiều người như vậy ở một bên nhìn, cũng biến càng thêm ra sức. Một cái biến tướng đột phá tựa như một trận gió đồng dạng qua rơi tô vũ dao. Chạy đến dưới rổ, nhẹ nhàng vẫy một cái, bên trên lam đắc phân. Ha ha ha, tiểu di ta thắng. Không tính, không tính, lại đến một ván. Lại đến bao nhiêu cục đều như thế. Nữ sinh nếu là chăm chỉ lên, đây chính là so nam sinh còn muốn chăm chỉ. Nhìn hai người đều không chịu thua, Tần Hạo đi tới. Cho Tô Vũ giao truyền đạt một bình nước. Ngươi cùng đình đình đích xác có khoảng cách. Tần Hạo an ủi. Ngươi. Tô Vũ giao cho Tần Hạo một cái liếc mắt. Tiểu Di phu ngươi có muốn hay không đi thử một chút, không mang theo khóc đến A, à, Hạ Đình Đình thắng Tô Vũ giao vừa nhìn về phía Tần Hạo. Cùng ngươi đánh vẫn là thôi đi. Tần Hạo lắc đầu. Không có việc gì, Tiểu Di phu ta sẽ nhường ngươi. Hạ Đình Đình cười nói, cầm lấy bóng rổ đầu ra ngoài, lại là một cái rỗng ruột bóng. Vây xem người nhao nhao vỗ tay. Chơi bóng rổ nữ sinh bọn hắn gặp qua. Nhưng là sẽ chơi bóng rổ, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, với lại kỹ thuật còn như thế tốt, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Ngay tại Tần Hạo muốn đi nhặt bóng cùng Hạ Đình Đình đỏ sức một phen thời điểm. Bành một tiếng. Vây xem giữa đám người đi ra ba người. Trong đó một người trực tiếp một cước đạp tại Tần Hạo bóng rổ bên trên. Tần Hạo nhìn thấy một màn này không cấm nhíu mày tại trên sân bóng rổ, dùng chân đạp bóng rổ, là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi. Chỉ thấy ba người này thân cao mã đại, thấp nhất một cái cũng có một M8 thân cao, cao nhất cái kia gần 2 mét. Thân thể tráng kiện vạm vỡ, một mặt bó ngạo không kém. Ba người mặc một thân bóng màu hồng áo, đồ thể thao bên trên viết hai cái chữ to điên cuồng. Đồ thể thao phía sau là bọn hắn dãy số, số 10, số 5, số 1. Các ngươi chơi đủ chưa, chơi chán liền cút nhanh lên đi, đem bãi nhường lại, chúng ta muốn luyện cầu dẫm lên bóng rổ số một nói ra. Tần Hạo nhìn một chút, thể viện quán bên trong sân bóng không ít, lúc này còn có mấy cái nhàn rỗi sân bóng rổ không ai dùng. Không biết ba người này là thế nào, tại sao phải đến bọn hắn nơi này kiếm chuyện. Xung quanh người xem nhìn thấy ba người, nhao nhao rò rỉ ra phức tạp ánh mắt. Đây không phải điên cuồng đội bóng rổ sao? Bọn hắn vẫn là trước sau như một phách lối, đem thể viện quán xem như nhà bọn hắn. Không phải liền là bóng rổ đánh thật hay, có không tầm thường. Ai, tại trên sân bóng rổ thực lực đại biểu tất cả ba người này tính tình là có tiếng không tốt vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt điên cuồng bóng rổ là phụ cận có chút danh tiếng một chi đội bóng rổ trước mặt ba người càng là chi này đội bóng rổ chủ lực dựa vào cái gì tần hạo lạnh lùng nói dựa vào chúng ta thường xuyên tại nơi này luyện bóng trận này chúng ta quen thuộc số một không nhượng bộ chút nào ta nếu là không đi đâu tần hạo hồi đáp ba người xem thường nhìn tần hạo một chút Hạ Đình Đình cùng Tô Vũ Giao nhìn thấy tình thế không đối với cũng đi tới. Nhưng biết được ba người muốn chiếm lấy sân bóng, lông mày cũng không nhịn được cao lên đến. Đây cũng quá bá đạo đi, thể viện quán là quần chúng công cộng. Lại không phải cá nhân ngươi, nói để người đi cũng làm người ta đi. Ngữ khí còn như thế cường ngạnh, phản phất tựa như là hắn là nơi này bá chủ đồng dạng. Đơn giản so tại trên sân bóng rổ khiêu vũ đại gia đại mụ còn muốn hoành. Chúng ta liền không đi, các ngươi có thế cầm ta chúng ta thế nào? Rõ ràng là chúng ta tới trước, Dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi? Tô Vũ giao cùng Hạ Đình Đình lòng đầy căm phẫn, một bước cũng không nhường, muốn cùng đối diện ba người ăn thua đủ. Ba người không chút nào đổi, tự hồ đối với loại sự tình này đã là stome nhìn quen. Bọn hắn cũng không rời đi, cục diện kiên trì chịu đựng. Các ngươi những này nghiệp dư nhân viên, ở nơi nào luyện không phải luyện, để cho các ngươi đưa bóng trận nhường lại nói còn như thế nhiều. Nói với các ngươi, cái này sân bãi chúng ta thường xuyên đến, kỳ thực chính là chúng ta chuyên môn sân bãi ba người các ngươi cũng sẽ không chơi bóng cứ đúng là đầy hầm cầu làm gì nói không sai các ngươi công dụng cùng chúng ta công dụng là một cái cải biến sao tần hạo cười lạnh một tiếng đi tới số một trước mặt một cước đá vào số một bắp chân bên trên số một bị đau giơ lên chân tần hạo mũi chân nhẹ chút bóng rổ bóng rổ va chạm mặt đất bắn ngược lại trở lại tần hạo trong tay ngươi muốn chết số một giận tiếng mặt đang muốn đi lên động thủ lại bị bên cạnh hai người kéo trong đó một người đi tới tầng hạo trước mặt trên dưới đánh giá một tầng hạo lại trêu tức nhìn một chút tầng hạo bên người tô vũ giao cùng hạ đình đình trên sân bóng có trên sân bóng quy củ dạng này đánh một trận 3 v 3 ngươi nếu là thắng chúng ta xin lỗi ngươi biến mất ở trước mặt ngươi các ngươi nếu bị thua ngoan ngoãn cho ta thay cái sân bãi chơi lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao vây xem người nghị luận ầm ĩ cái gì sắp điên đội bóng rổ người muốn cùng bọn hắn đánh 3v3, đối diện còn có hai nữ sinh. Quá không muốn mặt, ngươi xem một chút ba người bọn hắn, số 11M8, số 51M9, 10 khối gần 2m, đây không phải tinh khiết khi dễ người sao. Phi, ra nam. Bọn hắn là nói thế nào ra lời này, mặc dù cầm banh nói chuyện là sân bóng quy củ, nhưng là song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Đúng nha, một đám chuyên nghiệp, đánh ba cái nghiệp dư, kết quả không phải rõ ràng sao. Thật không ngại nói ra miệng, nếu là ta đều đỏ mặt nghe được xung quanh người nghị luận. Điên cuồng đội bóng rổ ba người xem thường. Sân bóng sao, trong mắt bọn hắn trên sân bóng không có phân chia mạnh yếu. Kỹ thuật bóng không được, vậy liền thành thành thật thật đi một bên chơi. Nói nhiều như vậy đều là mượn cớ mà thôi. Như vậy đi đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, chúng ta muốn quăng vào đi 12 cái bóng, các ngươi chỉ cần có thể quăng vào ba cái bóng chúng ta liền tính các ngươi thắng. Số 1 cũng tới hứng thú chụp chụp lỗ tai. ba cái bóng, có phải hay không quá làm khó hắn nhóm? số năm dễu cợt nói. Nếu là không dám, vậy thì nhanh lên xéo đi. Số 10 cười lạnh nói. Tô Vũ Giao cùng Hạ Đình Đình hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Khẩu khí này thật sự là nhịn không được. Ngay tại Hạ Đình Đình phải đáp ứng xuống tới thời điểm. Tần Hạo động. Trực tiếp cầm banh đập vào đối phương trên ngực. Chương 310, cầm banh nói chuyện. Đối phương giật nảy mình, ông đồng ngực bóng đổ. Ngươi muốn làm gì? Cầm banh nói chuyện. Nói như vậy ngươi đáp ứng nhắm lại ngươi miệng, mở bóng A. Hiện trường đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn tần hạo. Hắn đồng ý. Tiểu tử này điên rồi đi, đem sân bãi nhường lại không phải tốt, vì sao muốn tự rước lấy nhục nhã. Chẳng lẽ hắn không biết, đối phương là đội bóng rổ. Ngươi không phải cho đối phương nhục nhã cơ hội sao? Muốn bị ngược. Tiểu tử thân thể xem xét lại không được, mặc dù cũng là một M8 mấy vóc dáng, thế nhưng là cùng đối phương thân cao so với đến kém nhiều lắm điên cùng đội bóng rổ ba người cũng ha 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 cười to lên. Vốn cho rằng Tần Hạo sẽ biết khó mà lui, ai biết Tần Hạo vậy mà đáp ứng xuống. Dạng này cũng tốt, liền bồi Tần Hạo ba người chơi đùa, coi như là làm nóng người. Hành hạ người mới kỳ thực cũng là một loại niềm vui thú, để Tần Hạo biết nghiệp dư cùng chuyên nghiệp giữa trên lệch. Tỷ phu ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ quăng vào ba cái bóng. Hạ Đình Đình nắm chặt nắm đấm. Đình Đình đợi lát nữa ta cho ngươi truyền bóng, ném chết bọn hắn. Tô Vũ Giao cũng phẫn hận nói quá làm người tức giận. Bóng phẩm không tốt. Kỹ thuật bóng cho dù tốt thì có ích lợi gì. Vây xem người không giảm trái lại còn tăng. Nghe nói một cái nam cùng hai cái nữ muốn cùng điên cùng đội bóng rổ người đánh 3v3. Một bên chơi bóng người cũng đều không đánh, toàn đều chạy tới. Chỉ chốc lát ngay tại sân bóng rổ bên cạnh vây lên một đạo kính không kẻ hở bất tường người. Mau đến xem nha, điên cùng đội bóng rổ chủ lực lại tới hành hạ người mới. Hoặc, ai lá gan lớn như vậy, dám cùng bọn hắn thi đấu, mau chóng tới nhìn xem nghe nói là một nam hai nữ, cái gì còn có nữ sinh, điên cuồng đội bóng rổ ba người cũng quá không biết xấu hổ a. À. Trận đấu bắt đầu, điên cuồng đội bóng rổ ba người đem bóng rổ ném đi Hạ Đình Đình, ý tứ để Hạ Đình Đình bên này ra tay trước bóng. Ba người tản mạng đứng tại trên sân bóng rổ, căn bản là không có đem trận đấu này coi ra gì. Tiểu Di Phu, đợi lát nữa ngươi cho ta làm yểm hộ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Đình Đình lặng lẽ cùng Tần Hạo nói ra, sau đó đưa bóng phát cho Tần Hạo mình chạy hướng về phía góc đáy đường ba điểm. Tần Hạo cầm tới cầu, đối phương số một lề mà lề mề đi tới. Một mặt kinh thường bày ra nới lỏng đổ đổ phòng thủ tư thế. Tần Hạo biểu lộ lạnh nhạt, làm một cái thăm dò bước, sau đó đem chân phải đột nhiên nhô ra, thuận tiện đem bóng rổ thả hướng về phía phải phía dưới. Động tác này làm được phi thường rất thật, liền ngay cả người xem đều coi là Tần Hạo phải hướng phải đột phá. Chớ đừng nói chi là phòng thủ Tần Hạo số 1, hắn sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức phía bên phải di động, muốn ngăn trở Tần Hạo đột phá lộ tuyến. Sau đó một giây sau, Tần Hạo nhanh chóng thu hồi chân phải, bóng rổ thuận theo dưới chân khẽ quấn đi tới trái phía dưới. Ném ra bóng rổ, khởi động bước chân. Số một thoáng chốc kinh hỉ, mới ý thức tới bị Tần Hạo lừa gạt. Tranh thủ thời gian phía bên trái phương di động bổ phòng, nhưng mà đã tới đã không kịp. Tần Hạo hóa thành một đạo huyễn ảnh, đem số một bỏ lại đằng sau. Hậu phương hai vị đồng đội sau khi nhìn thấy, cũng không đoái hoài tới Hạ Đình Đình cùng Tô Vũ Giao Hòa, trực tiếp hướng Tần Hạo kẹp phòng mà đến. Ai biết Tần Hạo căn bản không có dết vào nội tuyến ý nghĩ, chân đạp đường ném bóng một cái dừng nhảy lên thật cao. Số 10 cũng nhảy lên, gần 2 mét thân cao, duỗi hai tay ra che khuất bầu trời. Nhưng mà hắn đầu ngón tay, khoảng cách Tần Hạo trong tay bóng rổ, còn kém như vậy một chút khoảng cách. Ba. Ra. Tần Hạo đem bóng rổ phát ra trong nháy mắt. Số 10 đánh tới Tần Hạo cổ tay. Xoát. Bóng rổ vạch ra một đường vòng cung rơi vào vòng rổ thanh thúy xoát lưới âm thanh là như vậy êm tai. Hai thêm một. Tiến vào. Vẫn là hai thêm một. Bóng tốt nha, bộ này thao tác quá mức. Lập tức hiện trường bạo phát nhiệt liệt tiếng hô. Điên cùng đội bóng rổ ba người ngốc ngốc nhìn Tần Hạo. Thẳng đến Tần Hạo dẫn bóng sau đó, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, phản phất tất cả tới là như vậy đột nhiên. Hạ Đình Đình nhãn tình sáng lên, hắn từ vừa rồi Tần Hạo bộ kia thao tác bên trong, thấy được rất nhiều thứ, lúc này mới ý thức được Tần Hạo không có chính mình tưởng tượng yếu như vậy lão công tốt lắm. Tô Vũ Giao cho Tần Hạo cố lên nói. Tô Vũ Giao mặc dù sẽ chơi bóng rổ, nhưng là đối với bóng rổ hiểu rõ cũng không có sâu như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Tần Hạo vừa rồi bộ kia thao tác rất xoái, sau đó liền không có. Cũng không biết vừa rồi Tần Hạo biểu hiện ra thân thể tính cân đối cùng nhảy vọt lực đến cỡ nào đỉnh tim hoa trương. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mấy ca, chúng ta cũng muốn nghiêm túc một điểm, không nên bị người chê cười. Mới vừa rồi là chúng ta sơ xuất, mới khiến cho tiểu tử này chuyển chỗ trống, nếu như một lần nữa, ta không phải phòng hắn liền đường ba điểm còn không thể nào vào được. Đánh nổ hắn, ta nói, di sớp đều lưu không được hắn. Ba người đứng chung một chỗ bắt đầu hồi ức tần hạo động tác. Một cái thăm dò bước đã vượt qua. Bọn hắn đem nguyên nhân quy kết đến kinh địch phía trên. Ba người tập hợp lại chuẩn bị tái chiến. Tiểu di phu không nhìn ra nha, vừa rồi quả bóng kia đẹp trai ngây người. Hạ đình đình chạy tới, vỗ vỗ tần hạo bả vai. Chuyện nhỏ. Tần hạo mỉm cười. Tiếp tục tranh tài này lại đến phiên điên cùng đội bóng rổ ba người cầm bóng. Số một đối với hai người khác làm thủ thế, ra hiệu mình muốn cùng Tần Hạo tiến hành đánh đơn. Hai người khác hiểu ý, đi tới một bên, là số một cùng Tần Hạo kéo ra không gian. Quả bóng này là trả lại ngươi. Số một một bên dẫn bóng vừa hướng Tần Hạo nói ra. Nói lấy bắt đầu hướng Tần Hạo bên phải gia tốc, muốn dùng bước đầu tiên trực tiếp hất ra Tần Hạo. Thế nhưng là Tần Hạo tốc độ nhanh hơn hắn, vượt lên trước một bước phong kính số một đường tấn công. Số một thấy không dùng tiến công không gian, hôm qua nhìn về phía một bên số 5, số 5 lập tức tiến lên làm một cái tiếp and roll. Có cản. Hạ Đình Đình lo lắng hô. Tần Hạo ánh mắt nhất động, thấy được số 5 vị trí, mắt thấy liền muốn cùng số 5 đụng vào nhau, hắn đột nhiên dừng bước. Số 1 mỉm cười, trực tiếp tăng tốc độ sát nhập vào dưới rổ, lúc này dưới rổ không có một ai, đúng lúc là hắn tú thao tác thời điểm tốt. Chỉ thấy số 1 chạy đến cấm khu sau đó nhảy lên thật cao, sau đó đem bóng rổ nâng quá đỉnh đầu, làm một cái đại hồi vòng động tác muốn kéo cán bên trên cái giỏ ngay tại hắn ném ra ngoài bóng rổ bóng rổ sắp va chạm bản bóng rổ rơi vào vòng rổ thời điểm trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh từ số một phía sau xuất hiện ba một tiếng một cái bàn tay rắn rắn chắc chắc đem bóng rổ đặt tại bảng bóng rổ bên trên số một ngẩng đầu nhìn đến tầng hạo thân ảnh xuất hiện tại vòng rổ dưới một cái tay nắm chắc hắn vừa ném ra ngoài bóng rổ định tấm mũ lớn ngoạ tàu tiểu tử này ngoạ tàu người trẻ tuổi kia đây bật lên tốc độ này đây lực bộc phát khán giả đều thấy choáng. Số năm dụi dụi con mắt. Khó có thể tin nhìn Tần Hạo. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng đỡ được Tần Hạo. Lúc nào Tần Hạo chạy tới dưới rổ, hắn căn bản là không có chú ý đến. Đây không khoa học, đánh đây nhiều năm bóng rổ, cũng không có gặp qua tốc độ nhanh như vậy người. Bắt lấy bản bóng rổ Tần Hạo, căn bản không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đưa bóng truyền đến Tô Vũ Giao trong tay. Số 10 ngăn tại Tô Vũ Giao trước mặt, Tô Vũ Giao hữu kinh vô hiểm đưa bóng truyền cho Hạ Đình Đình. Hạ Đình Đình không có chút gì do dự, nàng đứng tại góc đấy, bởi vì vừa rồi số năm pick and roll, căn bản không kịp trở về phòng thủ hắn. Đây là một lần tuyệt hảo ném rổ cơ hội, Hạ Đình Đình phát ra cái này 3 phút banh. Bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Hỏng bét. Hạ Đình Đình hô to một tiếng. Xuất thủ trong nháy mắt nàng cũng cảm giác không đúng. Vừa rồi hắn có chút sốt ruột, dẫn đến quả bóng này cũng không có khống chế tốt, khí lực dùng có chút lớn.